Một bức tường quỷ dị, bàn ghế gỗ cũ kỹ cót két và ruồi bọ thỉnh thoảng bay qua lỗ thông hơi. Thanh niên này, tạm gọi là vô danh, đã bị giam cầm ở nơi đây kể từ khi mới lọt lòng. Bởi vậy, cậu luôn thầm ao ước, một ngày nào đó khi thoát khỏi đây, cậu sẽ có thể tự giới thiệu bản thân như cách cậu đang viết. Thường thì người ta sẽ giới thiệu từ tên, nhưng vì vô danh chưa từng được ai đặt tên nên cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế nhưng, phải có tên chứ, thầm nghĩ, vô danh liếc nhìn tấm ảnh gia đình duy nhất mà mình có. Lẽ ra mẹ nên đặt cho vô danh một cái tên. Dù đã phải xa bà ngay từ khi mới chào đời, nhưng từ trong bức ảnh, vô danh có thể thấy hẳn bà yêu thương cậu lắm. Đương lúc vô danh mỉm cười hạnh phúc thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bà ấy qua đời rồi, mẹ con ấy. Vô danh giật mình quay đầu nhìn người đàn ông phía sau bằng ánh mắt thù địch. Ý ông là sao? Mẹ con đã nhảy sông ngay khi đẻ con ra. Nói rồi ông ta bật cười khanh khách khiến vô danh giận đến run người. Người đàn ông này là cha cậu, đồng thời cũng chính là lão già điên đã nhốt cậu ở đây. Để cậu không bao giờ thoát khỏi lão, hành lang dài dưới hầm với đủ cửa và khóa, tất cả chìa đều nằm trong tay ông ta. Đừng lo, ta sẽ không bao giờ bắt con ra ngoài đâu. Ta đã kể lý do mẹ con quyết định nhảy cầu rồi mà. Cha vô danh giơ một cái bánh trong khay lên trước mặt vô danh là vì bà ấy sợ chính thế giới mình đang sống. Trái đất này, mẹ con biết tận thế sắp đến rồi. Cha vô danh bóp nát miếng bánh, vẻ mặt lạnh tanh nhắc nhở, thế nên ta bắt con ở đây là vì yêu thương con thôi. Ta không thể để con trai mình nghĩ quẩn được. Ông nói dối, mẹ tôi qua đời vì sợ tận thế đến ư. Vô danh kích động hét lên, đừng có nói về mẹ tôi như thế. Ông tưởng tôi sẽ tin ông à, ông đã nói dối về tận thế rồi nhốt tôi ở đây. Con tin không thì tùy, nhưng cha vô danh cầm cuốn nhật ký của cậu lên. Nhật ký con viết sẽ chẳng bao giờ thấy ánh sáng đâu. Nói rồi ông ta thẳng tay châm lửa đốt khiến vô danh không kịp trở tay. Nhìn cuốn nhật ký viết bao năm chỉ còn là một đống cho tàn, sự căm hận với người cha trong lòng vô danh càng thêm sâu sắc, người như ông không có quyền gọi là cha. Trời ạ, con đừng nói như vậy chứ, ta làm tất cả vì con mà, đi theo ta, đến giờ rồi. Vô danh không đáp mà chỉ lặng lặng đi sau ông ta. Cùng một khung giờ mỗi ngày, họ luôn đi qua hành lang này. Đương nhiên ở đây không hề có dấu hiệu của sinh vật sống khác. Cha cậu và cậu là những người duy nhất sống trong căn hầm rộng lớn. Ngày nào cũng như thế, những bài học giống hệt nhau, tập luyện y hệt như cũ. Thứ duy nhất khiến cậu vượt qua được chuỗi ngày chán trường đó là khoảng thời gian rảnh đọc sách trong thư viện. Dù thư viện có rất nhiều sách nhưng cậu thích nhất là cuốn nói về thế giới ngoài kia. Cậu không biết cảm giác chạm vào ánh nắng trong sách sẽ thế nào, có lẽ ấm áp hơn nhiều ánh đèn dưới hầm này. Cậu muốn trải qua ngày tháng yên bình chiêm ngưỡng cảnh đẹp, nói chuyện với những người mình muốn, có khi còn kết bạn với họ nữa. Nhưng hơn hết, điều cậu cần làm ngay lập tức sau khi thoát ra. Đang lúc vô danh lén đọc sách đến say mê thì một cú đá trời giáng khiến cậu quay trở về thực tại. Ta đã nói chỉ được đọc sách này khi rảnh cơ mà. Cha vô danh cầm cuốn sách lên đọc tiêu đề, đây là sách nói về mặt đất, ha ha, đáng thương ghê. Con vẫn còn lưu luyến thế giới bên ngoài à, ta đã nói rồi, con sẽ không bao giờ lên trên mặt đất được đâu. Khi tận thế tới, thế giới sẽ chỉ có tiếng hét và biển máu thôi, cuối cùng tất cả chỉ còn là cát bụi. Có vẻ con vẫn chưa nhận ra, tầng hầm này là cách duy nhất để con sống sót. Lại nữa, lại lời nói dối về ngày tận thế đáng ghét gì đó. Chỉ vì lý do ấy mà ông ta nhốt mình ở đây cả đời và tiếp tục hành hạ thể xác mình. Mình sẽ thoát khỏi nhà tù này bằng mọi giá, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc. Vô danh lén nhìn chùm chìa khóa cha cậu dắt bên hông. Mình cần phải đợi thời cơ khi ông ta lơ là và không có sức phòng thủ. Một lúc sau, trong phòng tập thể chất, nhìn vô danh mồ hôi nhễ nhại, run rẩy thở không ra hơi, cha cậu tỏ vẻ thất vọng nói, chỉ thế thôi đã mệt rồi hả? Con không thể sống sót trong ngày tận thế với thể chất này đâu, nãy giờ con chỉ mới làm được 10 lần. Với đống tạ chất cao như núi trên lưng, rốt cuộc vô danh cũng không thể trụ được nữa mà khuỵu xuống. Lúc này, đột nhiên cha cậu lại có lòng tốt chìa cánh tay ra với cậu. Vô danh im lặng nhìn ông ta một hồi rồi vươn tay ra bắt lấy, bối rối hỏi, sao ông lại giúp tôi? Ta chưa từng nói mình định giúp con. Ngay khi bắt được cánh tay của cậu, ông ta liền kéo mạnh khiến vô danh mất thăng bằng, sau đó lại xoạc chân làm cậu ngã nhào. Nếu người nào đó đưa tay ra với con thì đừng tin họ. Con phải tuyệt đối cảnh giác với con người, nhất là trong thời gian tận thế. Thế nên ta mới huấn luyện và dạy kỹ thuật chiến đấu cho con. Khi con buộc phải đối đầu với những người khác, con phải đủ mạnh để sống sót bằng tay không. Vì thế, thấy vô danh vẫn nằm bất động sau cú ngã vừa rồi, cha cậu chép miệng nói, chắc con không nghe ta đâu. Yếu quá, không ngờ chỉ vậy mà con đã bất tỉnh rồi. Hôm nay kết thúc ở đây đi. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Ngay khoảnh khắc ông ta quay lưng lại với vô danh liền mở choàng mắt rồi mang theo mảnh kính vỡ lao thẳng đến chỗ ông ta. Sự chủ quan, thời khắc cậu luôn mong chờ, thời khắc cha cậu buông bỏ cảnh giác, chính là lúc này cậu sẽ ra tay với ông ta và lấy chìa khóa rời khỏi đây. Nhưng sự thật chứng minh cậu đã quá ngây thơ. Kế hoạch này chỉ có một sai lầm duy nhất, đó là cha cậu không bao giờ lơi lỏng cảnh giác. Cha vô danh đang bước đi, bất chợt phát hiện vệt sáng trên nền đất. Chính mảnh kính vỡ phản chiếu ánh sáng đã bán đứng vô danh. Ngay khi mảnh kính sắp đâm xuyên qua đầu cha vô danh thì ông ta đã kịp nghiêng người né tránh, sau đó lấy đà đá thẳng vào mặt vô danh khiến cậu lập tức mất đi ý thức. Lúc vô danh tỉnh lại thì đã thấy bản thân quay lại phòng giam quen thuộc, vốn là nơi cậu sinh hoạt từ trước tới nay. Não cậu còn chưa kịp về thì đã nghe thấy tiếng cha già yêu dấu,
cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con cố gắng đó, đòn tấn công của con ấy, nhưng ta nói rồi mà. Ông ta giơ mảnh kính lên cười nhạo, nếu không dùng tay không thì tất cả huấn luyện đều vô nghĩa. Thế nên hình phạt vì con đã dùng vũ khí là con phải tập gấp đôi. Ông ta chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt căm phẫn của vô danh mà khóa cửa lại. Giờ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ vất vả lắm đấy, ha ha. Khung cảnh bỗng chốc tối đen như mực, chỉ chờ có thế, vô danh đi tới áp tai vào bức tường. Cậu biết một thứ mà cha không biết, khi ông ta tắt đèn, điện trong phòng sẽ tắt một lúc và tất cả tiếng ồn biến mất. Khi đó cậu sẽ tập trung nghe ngóng và nghe được những thứ mình chưa từng biết. Những âm thanh từ rất xa, tiếng bánh xe quay, tiếng chim hót và cả sự ồn ào của thành phố đông đúc. Từ đó cậu biết được hai sự thật, cha cậu nói đã đến giờ đi ngủ nhưng thực tế trên mặt đất lại là ban ngày. Và sự thật thứ hai, trái đất thật ra rất yên bình. Cha cậu nói tận thế sắp đến nhưng đó chỉ là lời nói dối để nhốt cậu dưới lòng đất mà thôi. Mình sẽ tìm mẹ, ông ta luôn nói mẹ qua đời rồi, nhưng giờ mình biết ông ta chỉ nói dối. Mình nghĩ lời ông ta nói có ẩn ý, mẹ vẫn còn sống. Một ngày nào đó mình sẽ trốn thoát và tìm mẹ bằng mọi giá. Cùng lúc đó, cha vô danh đang mỉm cười vui vẻ rời khỏi căn hầm thì nhận được một cuộc gọi khiến nụ cười trên môi ông ta tắt ngúm, khuôn mặt lập tức trở nên căng thẳng. Sao? Ta nói không được liên lạc trừ khi có chuyện khẩn cấp mà. Đầu dây bên kia nói điều gì đó, cha vô danh nghe xong im lặng một hồi rồi mới đáp lại, được rồi, để hắn sống. Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ tan, toàn thân ông ta run rẩy rồi ngã khuỵu. Vài tiếng sau, vô danh bị tiếng cười man rợ của cha làm cho tỉnh giấc. Kỳ lạ quá, thầm nghĩ, vô danh liền hỏi người cha đang bày ra biểu cảm ố dề đứng phía trước, có chuyện gì vậy? Lúc này, cậu mới nhận ra bản thân đang bị trói chặt tay chân trên ghế gỗ. Ông làm gì thế? Thả tôi ra ngay. Vô danh vừa la hét vừa cố gắng cựa quậy thoát ra. Thái độ dửng dưng như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục bật cười khanh khách của cha khiến vô danh càng thêm bất mãn. Được rồi, vậy thì tôi sẽ từ từ tự cởi trói. Vô danh nghiến răng gồng hết sức, cuối cùng cũng khiến cho dây thừng dần nới lỏng. Nhưng đúng lúc này, cha cậu tiến tới, bằng vẻ mặt đầy nguy hiểm cảnh cáo, dừng tay đi. Ông nói hôm nay huấn luyện sẽ khó gấp đôi mà, ông không nhớ sao? Cha vô danh im lặng một hồi rồi đáp, kế hoạch thay đổi, hôm nay chúng ta không làm gì cả. À không, không chỉ hôm nay mà từ nay trở đi con sẽ không được làm gì ngoại trừ ngồi trên cái ghế đó. Vô danh bị lời của ông ta làm cho sợ hãi, ông nói gì hả? Ông bảo sẽ huấn luyện tôi để sống sót qua ngày tận thế cơ mà, nếu cứ trói tôi sẽ không thể. Không đợi vô danh nói hết câu, cha cậu đã cắt ngang, huấn luyện kết thúc rồi. Bỗng dưng ông ta lại đổi ý là sao, mình không thể làm gì nếu cứ bị trói thế này, mình sẽ không có cơ hội gặp mẹ. Suy nghĩ này khiến vô danh như được tiếp thêm sức mạnh cố gắng thoát khỏi khống chế, cơ mà chỉ khiến cho một cọng dây thừng đứt ra. Cha cậu thấy thế thì phá lên cười rồi đấm thẳng vào mặt vô danh khiến cậu ngã lăn ra đất. Sau đó ông ta lại nhấc cậu dậy nói, ta đã bảo con không được cử động mà. Vô danh vừa bị ăn hành vẫn không chịu bỏ cuộc mà lại tiếp tục gồng mình, kết quả là ăn hành phát hai. Và cứ thế, vô danh phải liên tiếp chịu đòn. Lúc đó, cậu không biết mình bị làm sao, có lẽ chỉ giả vờ đồng ý trong lúc chờ cơ hội khác thì hợp lý hơn, nhưng lúc đấy cậu không muốn thua ông ta dù có mất mạng đi nữa. Sự uất hận với cha, kẻ đã giam cầm và bắt cậu sống trong đau khổ ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau bao nỗ lực, cuối cùng dây thừng cũng tuột ra. Vô danh cảm nhận được sự hào hứng chưa từng có. Cậu phấn khích quay ra nhìn bộ dạng của người cha luôn khinh miệt mình và tự hỏi ông ta sẽ bày ra biểu cảm thế nào khi bị ăn đấm. Cậu cứ tưởng cha mình sẽ phải giận dữ, nhưng có gì đó rất khác. Thứ cậu nhìn thấy trước mặt là những giọt nước mắt vẫn luôn nuốt ngược vào trong đằng sau đôi mắt của một người đàn ông sầu não. Và rồi, cậu bị cha đánh bất tỉnh, bởi vì mất đi ý thức nên cậu không nghe thấy tiếng ông nói, mong con sẽ hiểu. Nhớ lấy, trong số những mẹo sinh tồn ta dạy con, thứ quan trọng nhất là luật số 1. Luật số 1 để sống sót qua tận thế, đừng bao giờ rời khỏi căn hầm. Không có nơi nào an toàn hơn ở đây đâu. Hàng ngàn cơ quan có thể gìn giữ trong 126 năm, rất nhiều lương thực và tài nguyên. Ở đây mọi thứ đã được chuẩn bị như việc tự kết liễu bằng cách nhảy vào hố lửa. Tận thế sẽ đến với ta bất cứ khi nào nên con không được rời khỏi căn hầm này, đừng bao giờ. Khi vô danh lấy lại ý thức thì cha đã biến mất, bỏ lại cậu một mình. Chuyện này chưa từng xảy ra, lần duy nhất cha biến mất là khi mình nằm xuống đi ngủ. Hành động kỳ lạ của cha hôm qua, chắc chắn có chuyện gì đó. Từ cuộc sống lặp đi lặp lại trong căn hầm cho tới tình cảnh hiện tại, vô danh vẫn chưa hiểu được, nhưng bằng linh tính cậu biết sắp có chuyện lớn rồi và nghe theo bản năng của mình là lựa chọn đúng đắn. Vô danh nhìn tất cả cánh cửa phòng giam đột nhiên bật mở, không chần chừ chạy một mạch, men theo đường hầm dài tới cầu thang cao chót vót hướng lên trên. Cậu vội vã trèo lên trên vừa thầm cầu nguyện, làm ơn, ánh sáng kia hãy là ánh mặt trời đi mà. Vô danh đẩy nắp hầm, hồi hộp chờ đợi và đập vào mắt cậu chính là những thứ mà cậu chỉ được thấy qua sách vở. Ánh nắng chói chang, những tòa cao ốc, những hàng ô tô nối đuôi nhau, con người rảo bước trên hè phố. Mình làm được rồi, mình thật sự đã làm được. Đang lúc vô danh đắm chìm trong hạnh phúc thì đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên, này nhóc, làm gì ngoài đường vậy hả? Ông chú đầu chọc gắt gỏng quát khi một thằng nhóc đột nhiên đi ra giữa đường khiến xe của ông ta phải phanh gấp. Vô danh quay đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn ông chú, là con người, thật sự là con người kìa. Ông chú kia bị biểu cảm ố dề của cậu dọa sợ, trong lòng thầm nghĩ, tên nhóc này bị sao thế, đập đầu vào đâu hả trời? À, giờ không phải lúc,
vừa trốn thoát mà đã mất cảnh giác thì không được. Cha sẽ phát hiện mình biến mất và đuổi theo. Tạm thời phải bỏ chạy càng xa căn hầm đó càng tốt. Vừa chạy vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh khiến Vô Danh hạnh phúc như ở trên 9 tầng mây. Cậu đã mơ khoảnh khắc này cả đời rồi, thoát khỏi căn hầm và lần đầu được tự do. Chỉ vừa lúc nãy, chuyện trốn thoát gần như là không thể. Cậu không thể tưởng tượng ra nổi dù cửa có bỗng dưng mở ra. Nhưng, bước chân của Vô Danh dần chậm lại rồi ngừng hẳn. Tại sao nó lại mở ra? Là hệ thống an ninh có sai sót ư? Không, không phải. Cha là người tỉ mỉ nên sẽ không phạm sai lầm này. Ngộ nhỡ, mở cửa căn hầm là ý định của cha ư? Suy nghĩ này lập tức bị Vô Danh bác bỏ. Không, không thể nào. Người tạo ra quy luật không được phép rời căn hầm. Vô Danh bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Con người ở khắp mọi nơi, họ cười nói với nhau và trên hết, khuôn mặt họ đều nở nụ cười khiến Vô Danh vô thức mỉm cười theo. Phải rồi, tất cả những gì cha nói là nói dối. Ngoài căn hầm này, thế giới thật yên bình, quả nhiên, tận thế sắp đến là thứ vô lý. Vô Danh nhìn theo quả bóng bay vừa tuột khỏi tay một cậu bé xa lạ. Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất rung chuyển, mặt trời bị một vật thể kỳ dị che lấp, từng đàn chim từ rừng già bay tán loạn vào thành phố, như thể chúng đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó hết sức nguy hiểm. Cùng lúc đó, ngoài không gian, một hành tinh khổng lồ đang đưa từng luồng vật chất tràn xuống trái đất. Vô Danh cũng như bao người khác bị hiện tượng kỳ dị này thu hút, cứ hướng mắt nhìn chằm chằm về phía mặt trời, và rồi, khi thấy được rõ ràng, cậu không khỏi kinh hãi khi phát hiện đó chẳng phải luồng vật chất gì mà là một đàn quái vật đang ồ ạt tràn xuống địa cầu. Tận thế sẽ đến tìm chúng ta mà không báo trước. Đừng bao giờ rời khỏi hầm, đây là luật cơ bản nhất để con sống sót, nhưng có một ngoại lệ. Nếu vị trí của căn hầm bị lộ hoặc khi có nguy hiểm, lệnh số 1 này sẽ bị xóa. Từ chỗ nắp cống nơi Vô Danh trốn thoát, đàn quái vật điên cuồng chui xuống dưới hầm. Hệ thống an ninh ngay lập tức nhận được lệnh từ xa khóa cửa lại ngăn cho chúng không tiếp tục chui sâu vào bên trong. Đàn quái vật từ ngoài không gian tràn xuống đường phố ngày một đông, nhìn từ xa giống như một chiếc vòi rồng khổng lồ. Những người chứng kiến vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, vẫn đứng nguyên tại chỗ xem xét tình hình. Chỉ đến khi thấy được một người bị quái vật ăn tươi nuốt sống thì bấy giờ họ mới phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Vô Danh nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà nhớ tới lời cha từng nói, khi tận thế đến, thế giới sẽ chỉ có tiếng hét và biển máu. Cuối cùng tất cả chỉ còn là tàn tro. Cha cậu nói đúng, tận thế đã tới, vậy chẳng lẽ việc mẹ cậu đã qua đời cũng là đúng hay sao? Đang lúc Vô Danh rơi vào trầm tư mà quên mất nguy hiểm đang cận kề, thì một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo đi kéo tâm trí cậu trở về thực tại. Vô Danh nhìn cha mình bằng ánh mắt kinh ngạc, không nhịn được hỏi, sao ông lại ở đây? Cha cậu không trả lời mà thúc giục, chạy mau, đừng dừng lại. Vô Danh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên khác chạy không kịp mà bị quái vật nuốt chửng. Hai cha con quẹo qua khúc cua thì phát hiện ở phía trước cũng có một đàn quái vật. Đằng này, cha cậu nói rồi nhảy qua hàng rào bên phải, ngược lại hướng mọi người đang bỏ chạy để đi lên cầu. Cùng lúc đó, đám quái vật từ trong khúc cua cũng bắt đầu tràn tới. Với tốc độ này chúng sẽ bắt kịp chúng ta mất, Vô Danh lo lắng nói. Cha cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng đáp, im miệng và chạy đi. Đây là con đường duy nhất ra khỏi thành phố này. Chỉ vài giây sau, cây cầu vốn yên bình bắt đầu trở thành địa bàn bị đám quái càn quét. Vô Danh càng lúc càng thấy hoảng sợ, liên tục quay đầu nhìn vị trí của đám quái thì bỗng dưng cảm thấy chân mình không thể di chuyển. Lúc này cậu mới phát hiện bản thân đang bị xúc tu của một con quái vật quấn chặt lấy chân. Đang lúc Vô Danh loay hoay mãi mà không thoát được khống chế của con quái, thì cha cậu cầm một tảng bê tông lớn dứt khoát đập xuống, chặt đứt xúc tu của con quái giải thoát cho Vô Danh. Do bị con quái siết chặt khiến chân của Vô Danh bị thương, trong khi đàn quái từ bên kia cầu đuổi tới càng lúc càng gần, Vô Danh không còn cách nào khác là phải cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn mà chạy. Nhưng chỉ được vài bước, cậu lại không trụ được mà ngã khuỵu. Lúc này, cậu để ý thấy cha mình đáng ra đã chạy rất xa vậy mà lại đứng sừng sững ngay trước mắt cậu. Đi đi, tôi không thể chạy được nữa, nếu đi một mình thì ông có thể thoát được. Cậu nhìn thấy chân của cha bắt đầu di chuyển. Đúng rồi, cứ chạy đi, ông luôn bỏ tôi như vậy mà. Đang lúc Vô Danh cảm thấy tuyệt vọng thì cha cậu lại chìa bàn tay ra với cậu. Sao lại không đứng dậy? Hành động của ông khiến Vô Danh không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền hoảng hốt hét lên, sao ông còn không chạy đi? Mau chạy đi, dù tôi có chạy thì cũng không thể đi xa được. Con có thể sống sót, vì ta đã có kế hoạch. Không thể nào, kế hoạch ư? Vô Danh nghi hoặc nhìn cha rồi lại nhớ tới khuôn mặt đầy tâm sự của ông vào hôm qua, một cảm giác an tâm trào lên trong lòng. Cậu không chần chừ vươn tay nắm lấy bàn tay cha để đứng dậy. Lần này cha lại kéo tay cậu đẩy về sau, nhưng không phải để làm cậu ngã mà để cậu có đà chạy xa hơn, chạy đi. Vô Danh theo quán tính tiếp tục chạy, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu hỏi, đợi đã, ông còn chưa nói kế hoạch là gì mà. Cùng lúc đó, cậu cảm giác có vật gì đó trong lòng bàn tay. Cậu đang tính mở ra xem thì cha cậu hét lên thúc giục, không có thời gian đâu, chạy qua cầu mau. Biết rồi, Vô Danh đáp ông một tiếng rồi cắm đầu chạy một mạch. Ngay khi tới bên kia cầu, cậu phát hiện cây cầu phía sau vậy mà đã bị quái vật nuốt chửng, từng mảnh cầu mang theo đàn quái theo đó rơi xuống dưới vực. Vô Danh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác thốt lên, cha, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cây cầu? Lẽ nào kế hoạch mà ông ta nhắc đến là cái này sao? Tại sao? Sao ông lại phải đi xa đến thế chứ? Ông đã tra tấn tôi cả đời rồi kia mà.
Vậy sao bây giờ? Vô Danh run rẩy ngồi bệt xuống đất. Mình đã sống sót, nhưng giờ thì sao? Mình sống vì cái gì chứ? Mọi thứ mình từng mơ ước về cuộc sống trên mặt đất đã biến mất. Một cuộc sống yên bình, vẻ đẹp trên mặt đất, và còn mục tiêu duy nhất của mình. Nghĩ tới đây, Vô Danh hướng về phía cầu mà hét lên trong hai hàng nước mắt, tại sao ông lại làm như thế chỉ để cứu tôi? Giờ tôi biết phải sống thế nào trong cái địa ngục này đây? Chợt Vô Danh nhớ tới vật cha đã dúi vào tay cậu trước lúc ra đi. Vô Danh hé mở bàn tay, một dòng chữ đập vào mắt khiến cậu sững sờ. Đúng lúc này, một con quái bám vào mép vực bò lên. Vô Danh lập tức chạy tới thành cầu rồi nhảy xuống bãi đất bên dưới. Con quái do đang đuổi theo bị mất đà mà ngã văng xuống dưới lộn nhào mấy vòng. Mình không thể đứng vững được, thể lực của mình chạm đáy rồi. Không đời nào mình có thể chạy thoát được khỏi con quái vật đó. Chắc mình sẽ bay màu thế này đây, nhưng mình đã nghĩ mình không còn gì nữa. Vô Danh xòe bàn tay ra, không kìm được lại một lần nữa bật khóc khi nhìn thấy dòng chữ được viết đằng sau tấm ảnh gia đình, mẹ con vẫn còn sống. Tại sao ông lại nói điều này với tôi bây giờ chứ? Nhìn con quái vật đã đứng dậy sau cú ngã, Vô Danh cũng đứng dậy, nhưng không phải để chạy trốn mà là để chiến đấu. Cậu muốn sống, cậu sẽ không từ bỏ và sẽ thử mọi cách để sống sót và tìm mẹ. Cơ mà con quái trước mắt khiến cậu e sợ. Nhưng rồi cậu nhớ tới lời cha từng dạy, một khi tận thế xảy ra, con người sẽ không thể sống sót vì họ không có sức mạnh hay kiến thức để tự sinh tồn. Dù cho có thể sống sót, họ cũng không thể thoát khỏi những mối nguy hiểm rình rập ngày qua ngày ngoài kia. Lúc đó Vô Danh đã chất vấn ông, thế thì nếu chuyện đó xảy ra tôi phải sinh tồn thế nào đây? Nếu lời ông nói là đúng thì tôi chẳng thể làm gì cả ngoài việc chấp nhận cái chết ư? Con quái nào biết nội tâm Vô Danh đang thế nào mà chỉ hành động theo bản năng lao đến tặng cho Vô Danh một cú đấm yêu thương. Đang lúc Vô Danh tính buông xuôi thì giống như cha đang ở bên thì thầm vào tai cậu, con đã quên mọi thứ ta dạy rồi ư? Lúc này Vô Danh sực tỉnh, mọi kiến thức cha từng dạy giống như nước lũ tràn tới khiến tâm trí cậu choáng ngợp. Vậy là ngay lúc nắm đấm của con quái chỉ cách vài milimét, Vô Danh đã lách mình sang bên, thành công né tránh đòn tấn công của con quái. Con quái vật bị mất đà chúi đầu về phía trước một đoạn rồi mới dừng lại. Con khác với người bình thường, sự khác biệt lớn nhất giữa con và họ là con biết cách sinh tồn. Mọi thứ con tích lũy được cho đến bây giờ, luyện tập, kinh nghiệm và kiến thức sinh tồn, làm mọi thứ có thể và sống sót qua tận thế. Câu nói đó khiến Vô Danh bình tâm trở lại. Cậu nhìn quanh quan sát, phát hiện có một mảnh sắt cách đó không xa, Vô Danh đứng dậy, chuẩn bị đương đầu với con quái. Con quái gào lên một tiếng rồi một lần nữa lao về phía Vô Danh. Vô Danh chạy lấy đà rồi ưỡn mình ra sau né tránh cú đấm trực diện của con quái, đồng thời thành công tiếp cận rút mảnh sắt lên khỏi mặt đất. Con quái đánh hụt lại một lần nữa quành lại tấn công. Lần này Vô Danh nhảy lên cao né tránh, sau đó dùng mảnh sắt dứt khoát đâm xuyên qua đầu con quái trực tiếp tiễn nó đi gặp ông bà tổ tiên. 4 ngày sau, cả thành phố phồn thịnh giờ chỉ còn là đống đổ nát. Một nhóm người sống sót tập hợp lại với nhau ẩn náu trong một tòa nhà nằm trong con ngõ nhỏ, đợi chờ sự cứu giúp của quân đội trong vô vọng. Chúng ta may mắn trú ẩn được trong này, nhưng thức ăn thì sắp cạn kiệt rồi, chúng ta sẽ phải ra khỏi đây thôi. Thanh niên tóc vàng nói với thanh niên tóc đỏ ngồi cạnh, đợi mãi mà không thấy anh ta đáp lại, vậy là cậu ta lại tiếp tục hỏi, cậu không muốn nói gì sao? Nếu chúng ta cứ ngồi đợi ở đây thì chắc chắn sẽ có chuyện. Ê, một giọng nói cất lên cắt ngang lời tóc vàng. Tóc vàng nhìn tóc nâu, vẻ mặt khó hiểu hỏi, gì thế? Sao nhóc không ngừng lại đi, nhóc đang khiến mọi người thấy không thoải mái đó. Tại sao? Tôi đâu có nói to đến thế. Ý tôi không phải thế. Tóc nâu xoa xoa cái đầu đau như búa bổ rồi tặc lưỡi, thôi kệ đi, tôi sắp mất trí rồi. Lúc này, Haru rụt rè tiến tới gần tóc nâu, ngập ngừng nói, xin lỗi. Nhìn thấy cô, tóc nâu vội hỏi, nhóc đã kiểm tra khu vực đó chưa? Haru áy náy đáp, rồi, nhưng tôi không tìm được chút thức ăn nào. Ồ, hiểu rồi, nếu muốn ở đây chúng ta phải làm cách nào đó để tìm thức ăn. Haru nhìn vẻ mặt thất vọng của tóc nâu một hồi rồi nói, có một nơi tôi vẫn chưa kiểm tra. Giờ tôi sẽ đi kiểm tra nên đừng bỏ cuộc vội. Tóc nâu nghe vậy liền mỉm cười, cảm ơn, mọi người đều kiệt sức vì phải canh chừng lũ quái nên không ai chịu giúp cả. Nhóc là người duy nhất nhiệt tình giúp đỡ như vậy, nhóc thật sự tuyệt vời lắm. Haru vội xua tay, không đâu, tôi không tuyệt đến vậy đâu. Hãy cố gắng hy vọng có thể đưa mọi người ra khỏi đây an toàn nhé. Tóc nâu giơ nắm tay lên tỏ vẻ quyết tâm rồi xoay người rời đi. Haru cũng không nán lại mà lập tức đi tới một góc trong khu đổ nát nơi có cặp nam nữ đang ngồi. Mọi người có tìm được chút thức ăn nào ở đây không? Đôi nam nữ nhìn nhau, sau đó cô gái kia từ trong ba lô lấy ra một túi đồ ăn. Ừ, bọn tôi tìm được thứ này trong đống đổ nát. Ồ, thật ư? Ngay lúc Haru đang mừng rỡ thì cô gái bóc bịch bánh ra chia cho thanh niên bên cạnh một nửa rồi cả hai cùng nhai ngấu nghiến. Ơ, hai người đang làm gì thế? Chúng ta đã nhất trí là sẽ chia sẻ với mọi người nếu tìm được đồ ăn mà. Đó là lũ người nhàm chán đó nói thế, chúng tôi không có nói như vậy. Nhưng hôm qua các cậu cũng đã ăn đồ được chia chung cơ mà. Nam thanh niên kia giả ngu đáp, à thế à, không nhớ nữa. Haru tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu thế tôi sẽ báo cáo các cậu. Nam thanh niên kia im lặng một lúc rồi đứng dậy, vẻ mặt hung dữ thách thức, thử phát xem nào, mày nghĩ bọn tao sẽ đứng yên xem à? Vô nghĩa thôi, đằng nào cậu cũng không bắt được tôi đâu, thứ duy nhất tôi giỏi là chạy. Ha, quát con,
Đang lúc nam thanh niên định tiến tới cho Haru một bài học thì từ đằng xa vang lên tiếng hét thất thanh khiến anh ta có chút sợ, lắp bắp hỏi cô gái kia, vừa rồi là tiếng thét đúng không? Ừ, tôi cũng nghe thấy, nhưng nó ở xa chỗ này, chúng ta sẽ ổn thôi. Hú hồn, thanh niên kia thở phào một hơi, sau đó liếc mắt nhìn Haru thì thấy cô đang ngồi thụp xuống đất, toàn thân run rẩy che hai tay lại. Nhìn bộ dạng của cô, anh ta liền châm chọc, chẳng phải lúc nãy mày gáy to lắm mà. Mày chỉ là đồ vô dụng thôi, thử chạy bằng đôi chân run rẩy đó xem nào. Haru không đáp mà đưa mắt nhìn quanh, tình cờ phát hiện được túi bánh quy nằm sau một tảng đá. Một lát sau, Haru trở về gặp Tóc Nâu. Ồ, nhóc về rồi. Chà, nhóc đã kiểm tra đằng kia chưa? Haru lén cầm túi bánh để trong túi áo, đang lúc cô đấu tranh tư tưởng thì cái bụng kêu ùng ục vì đói. Vậy là cô quyết định nói dối, tôi không tìm được gì cả. Ồ, thật sao? Cũng không bất ngờ lắm. Không sao, quan trọng là chúng ta vẫn còn sống. Miễn là còn sống thì chúng ta luôn có thể tìm thêm thức ăn. Ngay lúc đó, một con quái phá bức tường ngay sau lưng Tóc Nâu tiến vào trong khiến mọi người không kịp phòng bị mà ngã nhào. Khói bụi tan đi cũng là lúc Haru thấy Tóc Nâu nằm dưới đất, sau lưng anh ta là con quái. Tóc Nâu vươn tay về phía Haru, run rẩy van xin, cứu với. Haru nghiến chặt răng, sau đó quay đầu bỏ chạy, tôi xin lỗi. Tóc Nâu thấy vậy thì hét lên, tại sao? Tôi nói rồi, tôi không phải người tốt. Haru đáp lại rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng, để mặc Tóc Nâu phía sau bị quái vật ăn thịt. Lúc này mọi người bỏ chạy tán loạn ra ngoài, trong đó có cả đôi nam nữ ăn mảnh ban nãy. Cô gái kia vừa chạy vừa thấp thỏm quay đầu nhìn lại phía sau, kỳ thật, con quái vật đó chui từ đâu ra thế? Đừng nhìn lại, nam thanh niên nhắc nhở một tiếng sau đó dừng bước khi thấy phía trước cách họ không xa cũng đang có một con quái khác. Đằng kia cũng có. Cô gái kia nhìn Haru vẫn đang chạy phía trước họ thì trấn an, không sao, nếu nó bị bắt thì chúng ta có thể dùng nó làm mồi nhử, chúng ta có thể trốn thoát. Nhìn Haru vẫn một mạch chạy thẳng về phía con quái, cô gái kia nở nụ cười trào phúng. Trong lòng đang thầm mỉa mai Haru là con ngốc thì những gì xảy ra tiếp theo khiến kế hoạch nhử mồi của cô ta phá sản. Mặc cho con quái vươn cả trăm xúc tu về phía Haru, cô vẫn có thể né tránh, thành công vượt qua con quái mà tiếp tục chạy về phía trước. Đôi nam nữ kia bị kẹp giữa hai con quái, chỉ có thể trơ mắt nhìn Haru chạy đi trong khi bản thân sắp sửa được đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên. Haru sau một hồi chạy bán sống bán chết rốt cuộc cũng chui được vào một góc để nghỉ ngơi. Có lẽ mình thoát được rồi, Haru đưa tay lau mồ hôi trên trán. Lúc này cô chợt giật mình phát hiện bên cạnh có người, theo bản năng kêu lên một tiếng rồi đẩy mạnh thanh niên kia, chính là Vô Danh, ra xa. Vô Danh cũng chẳng phản ứng lại, cứ thế nằm vật ra đất, miệng rên lên một tiếng như đang mê sảng. Cậu ta còn sống sao? Đang lúc Haru suy nghĩ thì nghe thấy tiếng kêu của quái vật ở rất gần, nó đã nghe thấy chưa? Qua tiếng động có thể thấy con quái vật đang dần tiến tới góc khuất nơi họ đang ẩn náu. Nhìn đầu Vô Danh lộ ra ngoài sáng, Haru liền nhẹ nhàng kéo cậu lùi vào trong góc tối trước khi con quái vật đi ngang qua. Một lúc sau, con quái vật thấy không có con mồi thì nhanh chóng rời đi. Chắc là lần này nó đi thật rồi, sống rồi, Haru thở phào một hơi. Đúng lúc Vô Danh đang nằm trên đùi cô mở choàng mắt ra khiến cô giật mình. Trong lúc Haru còn chưa kịp phản ứng thì Vô Danh đã nhanh như cắt bật nhảy ra xa, đầy cảnh giác hỏi, cậu là ai vậy hả? Cậu nhớ tới lời cha từng dạy, dù là lúc nào thì con cũng không được quên, phải tránh xa con người ra. Về phần Haru, bị hỏi đột ngột, cô nhất thời không biết phải nói gì. Sau một hồi, cô mới chạnh lòng đáp, ý cậu là gì? Nếu không phải tôi giấu cậu đi thì con quái vật đó đã có thể bắt gặp cậu rồi đấy. Đừng bao giờ tin tưởng con người, bọn họ chỉ muốn lợi dụng con và tiêu diệt con mà thôi. Nếu cha nói đúng thì mình sẽ không thể sống sót được lâu nếu đến gần con người, vì chúng là những sinh vật xảo quyệt. Thầm nghĩ, Vô Danh tiếp tục lựa chọn không tin tưởng Haru. Làm thế nào mà tôi tin được cậu đây? Nói tới đây, Vô Danh đột nhiên ôm bụng nằm vật ra đất. Đáng ghét, đói bụng quá, lần cuối mình ăn gì đó chắc là vào 5 ngày trước ở trong tầng hầm đó, mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Mình đã nghỉ ngơi nhiều khoảng dài để còn sức nào hay lúc đó, ai mà ngờ bây giờ mình lại chạm mặt con người chứ. Haru nghe tiếng bụng Vô Danh biểu tình, cộng thêm bộ dạng yếu ớt của cậu thì chủ động nói, tôi không có gì để ăn cả. Vô Danh ngạc nhiên nhìn Haru, cậu đang nói cái gì vậy, tôi đâu có hỏi. Không, chỉ là cậu nhìn có vẻ đói bụng nên tôi chỉ trả lời trước để cậu khỏi hỏi. Haru lúng túng xua tay đáp, chẳng may làm rơi luôn gói bánh ra ngoài. Vô Danh nhìn chằm chằm vào gói bánh rồi ngây thơ hỏi, thứ đó là gì vậy? Đây là... Haru nghĩ bị bại lộ nói dối, nhất thời bối rối không biết phải biện minh thế nào. Con người đó vừa làm rơi ra thứ gì vậy? Mình không biết đây là gì nhưng hình như càng nhìn nó thì mình càng thấy đói. Có khi nào? Thầm nghĩ, Vô Danh liền thẳng thắn hỏi, đó có phải là thức ăn không? Haru nhìn Vô Danh như sinh vật lạ, sau đó đáp, không. Vô Danh ho khan che đi ngượng ngùng nói, vậy chắc là tôi nhầm rồi. Cậu nói cái gì á? Thứ này có phải là thức ăn đâu? Haru cười gượng đáp, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ cậu ta không thể nhận biết đâu là thức ăn. Thằng nhóc đó chắc chắn là một đứa ngốc, chắc là mình có thể chuyển chủ đề được rồi. Đương lúc Haru mừng thầm thì đột nhiên Vô Danh vẻ mặt giận dữ quát, nói dối. Cậu nghĩ là tôi sẽ tin lời của con người nói sao hả? Nếu cậu nghĩ là tôi tin lời cậu nói thì cậu sai rồi vì rõ ràng mọi lời mà con người đều là dối trá cả. Haru bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu, mình đã nhầm rồi, cậu ta còn ngốc hơn mình tưởng nữa. Giờ thì mình chắc chắn rồi,
cô ta phản ứng như vậy nghĩa là thứ đó là thức ăn. Mình cần thức ăn đó, nếu cô ta không chịu hợp tác thì mình chỉ còn nước dùng vũ lực thôi. Đương lúc Vô Danh suy nghĩ kế sách thì Haru đưa một mẩu bánh đến trước mặt cậu, cho cậu này. Đúng nửa cái luôn đó, tôi không thể cho cậu thêm nữa đâu. Nhìn cậu trông có vẻ đói lắm rồi nên tôi cho riêng cậu thôi đó. Vô Danh nhận lấy miếng bánh rồi nhìn Haru chằm chằm, tại sao cô ta lại chia sẻ vậy? Cô ta không biết là nếu chia đồ ăn cho mình thì khẩu phần của cô ta sẽ giảm, còn cô ta sẽ thiệt thòi sao? Mà cậu sẽ phải trả lại cho tôi gấp 4 lần đấy nhé, không được quên đâu đó nha. Gấp 4 lần, thì ra cô ta làm vậy là có mục đích đằng sau. Con người đúng là những sinh vật gian xảo mà, thầm nghĩ, Vô Danh liền đáp, tôi hiểu rồi. Sau khi ăn xong, Vô Danh đứng dậy rời đi. Haru thấy vậy liền hỏi, cậu đang đi đâu vậy? Vì tôi ăn xong rồi nên giờ tôi đi đây, con người. Gì chứ, cậu định đi chỗ nào trong tình hình hiện tại hả? Đây là khu tôi sống nên tôi dành làm đó. Tôi chắc chắn là không còn chỗ nào để đi đâu vì quái vật đã bao vây quanh đây rồi. Nghe vậy, Vô Danh dừng bước, quay đầu hỏi Haru, cậu dành chỗ này lắm à? Ừ, vì tôi lớn lên ở khu này mà. Nếu là thế thì cậu biết tàu điện ngầm ở đâu không? Một lúc sau, Haru đi phía trước, liên tục quay đầu nhìn Vô Danh rồi tự hỏi, sao rốt cuộc lại thành ra mình dẫn đường cho tên ngốc này vậy chứ? Biết vậy lúc đó mình đã không chia bánh mì cho cậu ta rồi. Nhưng, nghĩ tới đây, Haru không nhịn được hỏi, vì lý do quái gì mà cậu lại muốn đi đến chỗ tàu điện ngầm vậy hả? Vô Danh thành thật đáp, vì ở đó an toàn. Ở đó tập trung hàng hóa mà chúng ta cần để sống sót. Có một tuyến đường để chúng ta có thể di chuyển mà quái vật không nhìn thấy chúng ta. Quan trọng hơn là, Vô Danh chỉ tay xuống đất, rất khó để quái vật phát hiện ra con người tại tàu điện ngầm. Mấy lời này của Vô Danh không khỏi khiến Haru kinh ngạc, cậu ta đúng là một cậu nhóc kỳ lạ. Cậu ta nói cứ như là cậu ta biết điều gì đó vậy, nhất là khi hồi đầu cậu ta còn không nhận ra đó là bánh mì. Vài phút sau, chúng ta tới nơi rồi, Haru ngó nghiêng xung quanh, sau đó vẻ mặt hoang mang nói, tôi chắc chắn là nó ở đâu đó quanh đây mà. Cậu có chắc chắn là nó ở đây không? Tôi chắc chắn có nghe nói là tàu điện ngầm ở dưới lòng đất mà. Tôi biết ngay mà, cậu đã cố lừa tôi đúng không hả? Haru đã làm ơn còn mắc oán, giận dỗi quát, ai cũng thấy đây không phải tàu điện ngầm mà. Tôi đang cố để tìm lối vào đây, đợi ở đây một chút đi. Nếu tôi đi ra đó thì tôi chắc chắn sẽ tìm thấy. Đúng lúc này, một ông chú lạ mặt mặc áo blue trắng dí sát mặt lại gần Haru khiến cô giật mình suýt thì la lên. Ta đến đây vì cảm giác có cái gì đó, nhưng ta không nhận ra đó là tiếng người thật nói chuyện đấy. Ông là ai? Ồ, cháu nói chuyện vô lễ quá đấy chàng trai trẻ. Lát nữa chúng ta sẽ giới thiệu về nhau sau, đi theo ta. Thấy Haru đi theo ông ta, Vô Danh tuy còn ngờ vực nhưng vẫn lựa chọn đi cùng họ. Trên đường đi, Haru bắt chuyện với ông chú, chúng ta đang đi đâu vậy? Không phải cháu đang tìm nó sao? Nó ở ngay đây này. Nói rồi ông ta dẫn Haru và Vô Danh đi tới ga điện ngầm, nơi đang tụ tập rất nhiều người sống sót ở đó. Ở đây có nhiều người thật đấy, không ngờ mọi người lại đang trốn ở đây đấy. Ta không thể nào quên được lúc đó, ông chú kể lại. Ai mà ngờ quái vật sẽ xuất hiện mà không có lấy một lời cảnh báo đâu chứ. Lúc đó ta biết là sẽ không có nơi nào để chạy đâu vì quái vật đã ở khắp mọi nơi rồi, nhưng may thay ta đã tìm được một chỗ để trốn khi chạy theo những người đang chạy đó. Việc ta tìm thấy nơi này là nhờ ăn may. Đôi khi ta sẽ lên mặt đất để tìm thuốc men, nhưng ta không tình cờ gặp ai ngoài hai cháu cả. Vô Danh nãy giờ im lặng quan sát, trong lòng thầm nghĩ, lúc đầu mình định là sẽ xây một căn cứ tại trạm tàu điện ngầm này, nhưng ở đây có nhiều con người hơn mình tưởng. Mình có thể thấy đủ loại người, nào là những con người không có sức phản kháng bị mắc kẹt trong nỗi tuyệt vọng, nào là những con người thể hiện bản chất gian manh xảo trá của chúng. Và còn, Vô Danh liếc nhìn người mặc áo khoác trùm đầu ngồi trong góc, một con người kỳ lạ mà mình không thể đọc vị được. Càng có nhiều con người thì càng có nhiều rủi ro. Tuy nhiên, trong số chúng, không có một tên nào có thể khiến mình gặp nguy hiểm cả. Bằng bản năng, Vô Danh có thể phát hiện ra nguy hiểm, như những con quái vật trên mặt đất đó và cha của cậu. Nhưng trong số những người ở đây, cậu cảm giác không có tên nào nguy hiểm với mình. Bởi vậy Vô Danh quyết định tạm thời sẽ ở lại đây, dù gì cũng không ai trong số họ có thể hãm hại cậu, cho dù họ có quyết định làm kẻ thù với cậu đi chăng nữa. Lúc này, ông chú kia hãng giọng một cái rồi nói, hay là chúng ta tự giới thiệu bản thân đi được không? Ta tên là Hoang Beom, như mọi người có thể thấy thì ta là một bác sĩ. Ta đang đi tìm thuốc trên mặt đất thì gặp được hai cháu. Ta cũng không tìm được gì nhiều nhưng, ha ha, thế. Thấy ông chú Hoang Beom nhìn về phía mình và Vô Danh, lại thấy Vô Danh không có tí nào gọi là muốn đáp lại nên Haru đành phải nói trước, thế cháu giới thiệu trước nhé. Tên của cháu là Haru. Thật là một cái tên đẹp. Nhìn đồng phục thì cháu là học sinh trường trung học Virtual đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Chú biết trường của cháu à? Đương nhiên rồi, bệnh viện của ta nằm ở bên kia đường, đối diện trường, kế bên trung tâm mua sắm. Haru nghệt mặt ra, trong lòng tự hỏi, ở đó có bệnh viện ư? Quần áo của cháu, ông Hoang Beom nhìn quần áo cũ kỹ rách rưới cùng thân hình lấm lem bùn đất của Vô Danh, cười gượng nói, thứ lỗi cho ta nếu ta có nói điều gì đó ngu ngốc, nhưng chắc là cháu đã chịu khổ nhiều rồi, dù sao thì cháu tên là gì vậy? Tên Á, Vô Danh nhớ tới cuốn nhật ký mình cũng đã từng viết muốn gặp ai đó và tự giới thiệu bản thân, nhưng đến khi nó trở thành hiện thực, cậu lại không biết phải trả lời thế nào. Không có tên, Vô Danh đáp, hả,
tôi chưa từng có tên. Ông chú Hoang Beom ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, lần tới cháu có thể nói cho ta biết cũng được. Ta hy vọng là cháu sẽ nói cho ta biết khi cháu nghĩ là chúng ta đã trở nên thân thiết hơn. Thưa ngài, một thanh niên hớt hải chạy tới, tôi nghĩ là chuyện đã tệ hơn rồi ạ. Hoang Beom lập tức đi theo thanh niên kia tới chỗ thanh niên đang có vết thương sâu ở bụng. Ngài đây rồi, nam bệnh nhân kia yếu ớt nói. Đúng như mình nghĩ, vết thương trở nặng rồi, lần trước đã tạm thời cầm được máu, nhưng có vẻ như vết thương trở nặng nhanh hơn mình tưởng. Thầm nghĩ, ông chú Hoang Beom vẻ mặt nghiêm túc nói, giờ nếu không phẫu thuật cho cậu thì tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm vì vết thương bị nhiễm trùng. Chúng ta phải làm phẫu thuật ngay. Nói rồi ông ta mở một bên áo blue với bên trong đủ loại đồ nghề ra rồi lấy ra một lọ cồn, tôi sẽ khử trùng vết thương. Vô Danh đứng một bên nhìn, trong lòng thầm đánh giá, bác sĩ. Mình đã lén tra đọc một quyển sách mà trong đó có bác sĩ. Một nghề chữa bệnh, lấy tiền, nếu là thế thì bây giờ đang là tận thế. Mang theo nghi vấn, Vô Danh trực tiếp hỏi, ông sẽ nhận gì thay cho tiền để chữa bệnh vậy? Câu hỏi của Vô Danh khiến mọi người không khỏi bất ngờ, đặc biệt là nam bệnh nhân kia. Trong lúc anh ta cũng tự thấy mình chẳng có gì để mà bác sĩ phải cứu giúp thì lại nghe thấy ông chú Hoang Beom trả lời Vô Danh, nhận gì chứ? Ta nhất thiết phải nhận thì mới chữa bệnh cho người ta à? Công việc của một bác sĩ là chữa trị cho những người bị thương. Ông ta lấy ghế cho nam bệnh nhân ngồi lên, sau đó lại dùng hai mảnh vải trói chân anh ta lại rồi cười hiền nói, đừng lo nhé, vì tôi chưa từng phẫu thuật thất bại một ca nào. Anh bệnh nhân xúc động ứa nước mắt, ôm chầm lấy Hoang Beom nói, cảm ơn ngài, ngài đã cứu mạng tôi, cảm ơn ngài. Mình không hiểu, tại sao ông ta lại giúp hắn vậy? Giúp đỡ mà không cần trả ơn. Loài người ngu ngốc đến vậy à, hay họ thật sự làm những chuyện như thế vì người khác. Trong lúc Vô Danh hoài nghi nhân sinh thì anh bệnh nhân kia cũng đã bình ổn lại cảm xúc. Đúng lúc nhìn thấy bảng tên trên ngực của ông chú Hoang Beom, bên trên có ghi rõ, bệnh viện thú y, bác sĩ thú y Hoang Beom. Được rồi, bắt đầu thôi, có lẽ sẽ hơi đau một chút đấy nhưng ráng chịu nhé. Hãy đợi đã, xin hãy cởi cái này ra. Anh bệnh nhân mặt cắt không còn giọt máu, vừa cố cởi hai mảnh vải trói chân mình vừa nói. Hừm. Không thể làm thế vì nếu cậu mà động đậy trong lúc tôi đang phẫu thuật cho cậu thì sẽ có tin xấu đấy. Hoang Beom đáp trong khi trên tay cầm một con dao nhỏ. Đợi đã, ông là bác sĩ thú y cơ mà. Ông có thực sự là có thể phẫu thuật không vậy? Ha ha, đương nhiên là có rồi vì về cơ bản thì con người cũng là động vật mà. He he. Anh bệnh nhân kia bắt đầu thấy hoảng, vội vàng hét lên, thả tôi ra. Bình tĩnh đi chàng trai trẻ, cậu cứ nhảy loạn cả lên như thế thì nguy hiểm lắm. Tình trạng của cậu sẽ chuyển biến xấu đi đấy, tôi cần thuốc mê. Hoang Beom quay ra nhìn thanh niên vừa chạy đi báo tin cho mình. Chúng tôi làm gì có thứ như thế chứ? Ồ, có rồi nè. Hoang Beom cầm cục gạch ở ngay gần đó lên rồi đập thẳng vào đầu anh bệnh nhân khiến anh ta lập tức bất tỉnh nhân sự. Vô Danh lúc này nhìn Hoang Beom bằng ánh mắt oánh giá, chắc mình sai rồi, con người rất nguy hiểm. Vô Danh quyết định rời khỏi đó tới một góc ngồi nghỉ ngơi. Giờ thì làm gì đây? Vô Danh lấy tấm ảnh gia đình ra ngắm. Thứ duy nhất mình có là bức ảnh mà cha để lại. Bức ảnh chụp từ hồi mình còn bé và dòng ghi chú đằng sau viết, mẹ vẫn còn sống. Chấm hết, mình chẳng có đủ manh mối để tìm mẹ nữa, nhưng bất cứ khi nào mình nhìn vào tấm ảnh này, mình đều cảm thấy một sự bất an. Bởi vì khung cảnh của bức ảnh chứa những loại hoa kỳ lạ, như thể từ ngoài hành tinh vậy. Kể cả khi còn trong tầng hầm mình cũng thấy nó lạ, thế nên mình đã tìm trong sách về hoa để biết thêm, nhưng mình lại chẳng tìm ra thông tin nào về loài hoa ở trong bức ảnh cả. Nếu loài hoa đó chỉ sinh trưởng ở những địa điểm hoặc môi trường nhất định thì mình có thể tìm ra được nơi mà tấm ảnh được chụp. Để có thể làm được việc đó, đầu tiên mình cần tìm được một người có thể nhận diện được loài hoa đó cho mình. Bức ảnh này là manh mối duy nhất mình có. Mình cần chắc chắn rằng sẽ không làm mất nó. Mình sẽ cần hỏi tất cả mọi người xem có ai nhận ra loài hoa này không. Ở một diễn biến khác. Đại ca, em đã tập hợp mọi người lại rồi. Tên mặt sẹo nghe vậy liền ra lệnh, bắt đầu thôi, mang mọi người tới đây. Nếu chúng từ chối, sử dụng bất cứ biện pháp nào mày muốn. Tại sao chúng ta lại bị tập hợp ở đây rồi? Tôi có điều muốn nói. Việc này đang trở nên nhàm chán rồi. Lúc này, một thanh niên đứng ra chất vấn mặt sẹo, này, tại sao ông lại bắt chúng tôi tập trung lại ở đây? Ông được quyền bắt ép chúng tôi mà không cần giải thích à? Ông có đang nghe tôi không đấy? Thanh niên kia đang hùng hổ nói, nhưng ngay khi mặt sẹo quay đầu trừng mắt nhìn thì anh ta liền sợ hãi không dám hé răng nửa lời. Tao có thể nhìn sâu vào tâm trí của một người. Tao có thể cảm nhận được chúng đang giấu suy nghĩ gì. Tao có thể biết được từ ánh mắt chúng, nỗi sợ hãi. Nó giấu điều ấy bằng việc tỏ ra cứng cỏi. Mặt sẹo thầm nghĩ rồi từ từ lại gần thanh niên kia khiến anh ta càng thêm sợ hãi. Đừng, đừng lại gần đây. Mặt sẹo không nói không rằng trực tiếp tặng cho thanh niên kia một cú đấm trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Nhìn thanh niên kia sợ hãi run lẩy bẩy, mặt sẹo lúc này mới thỏa mãn mà mỉm cười. Đúng rồi, đấy là thứ tao muốn thấy, cho tao thấy nhiều hơn đi, hình dáng thật của mày ẩn sâu trong tâm hồn mày. Đang lúc tên mặt sẹo chuẩn bị tiếp tục bón hành cho thanh niên kia thì đàn em của hắn ta đến báo, đại ca, có vẻ như vài người không ở đây. Cái gì? Một lão già và một thằng nhóc cùng một con nhãi, còn có một người bị thương nữa. Mặt sẹo vừa lau đi vết máu trên tay vừa nói, tao chắc rằng đã nói với mày tập hợp mọi người mà, vậy có gì đã xảy ra rồi? Khu vực đó được đưa cho thằng Giang Hồ nhưng mà nó không nghe lời và đột nhiên biến mất. Giang Hồ, thằng danh đấy à,
chúng ta chưa kiểm soát được nó bao giờ. Được rồi, để tao tự làm vậy, tao muốn nhìn thấy mặt bọn nó khi tao tìm được chúng. Đương lúc mặt sẹo tính rời đi thì đàn em hắn lại hỏi, đại ca, vậy còn thằng này thì sao? Mặt sẹo liếc nhìn thanh niên ban nãy rồi ra lệnh, trói nó lại và vứt ra ngoài. Một lúc sau, vô danh dần tỉnh giấc. Mình ngủ gục à, mình chẳng thể nghỉ ngơi cho tốt suốt mấy ngày qua vì phải canh gác bọn quái vật. Lúc này, cậu mới phát hiện ra bản thân đang ở trong một cái hang sâu hun hút. Vô danh cố gắng lê từng bước nặng nhọc. Dù cậu đang nhấn chân xuống nhưng lại không thể cảm nhận được mặt đất, giống như thể nơi này đang cố gắng nuốt lấy cậu vậy. Đột nhiên, hàng ngàn xúc tu vây lấy người vô danh khiến cậu không thể di chuyển rồi dần dần nuốt chửng lấy cậu. Vô danh một lần nữa mở choàng mắt, bấy giờ cậu mới phát hiện ban nãy chỉ là một cơn ác mộng quá mức chân thực mà thôi. Mấy người là ai? Vô danh nhìn đám người xa lạ trước mắt, mở miệng hỏi. Mày có 2 phút, nếu không đến được trung tâm của ga này mày sẽ bị đuổi khỏi chỗ này, mặt sẹo nghiêm mặt đe dọa. Tên đàn em của hắn hùa theo nói, tốt hơn thì nên đi đi, ở đây sẽ có chuyện đó. Nhìn thấy vô danh từ từ đứng dậy, mặt sẹo có chút thất vọng thầm nghĩ, tao còn đang tò mò xem đứa nào đang lẩn trốn, nhưng mà có vẻ như mong đợi vô ích rồi. Chỉ là lời vô danh sắp nói khiến hắn phải bất ngờ, ông định đuổi tôi à, kiểu gì cơ? Cái gì, thằng nhãi điên này, tên đàn em đang tính xông lên cho vô danh một bài học thì nghe thấy đại ca hắn nói, không, cái này vui đấy. Nhìn tao này, mặt sẹo bật cười thích thú, ánh mắt sáng rỡ ra lệnh cho vô danh. Cho tao thấy bộ dạng thật của mày đi, cái thứ mày đang giấu trong đôi mắt ấy. Mặt sẹo phấn khích nhìn vô danh, nhưng thứ hắn nhìn được từ tâm hồn của vô danh lại không như hắn tưởng. Nhìn biểu cảm khác lạ của mặt sẹo, tên đàn em khó hiểu hỏi, đại ca, có chuyện gì vậy? Sau đó, anh ta quay ra nói với vô danh, mày gặp rắc rối rồi. Đáng lẽ mày nên đi khi bọn tao mới cảnh báo mày. Lúc này đột nhiên vô danh nói, 2 phút, không, 2 giây đi, thừa đủ để hạ gục mấy người rồi. Y như đại ca nói vậy, thằng này vui tính thật. Tên đàn em cười lớn, sau đó rút con dao rất bên hông ra, vẻ mặt nguy hiểm hỏi, thế nên, đây là di thư của mày đấy à? Lúc này mặt sẹo vỗ vai đàn em ngăn hắn làm liều. Vô danh chợt nhớ ra một chuyện, vội vội vàng vàng lục tìm túi quần, kết quả phát hiện tấm ảnh của mình đã không cánh mà bay. Mày đang tìm thứ này à? Tên đàn em vung vẩy tấm ảnh trong tay, cười đều nói, tao không mong đợi tìm được thứ giá trị gì trên người mày, tất cả những thứ tao tìm được lại chỉ là cái bức ảnh ngu ngốc này. Ảnh mà có một vết xước nào là tao xử mày. Vô danh vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần tên đàn em, ánh mắt đầy sắc khí khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Mặt sẹo thấy thế liền giật tấm ảnh trong tay đàn em rồi giơ lên đe dọa vô danh, đến gần hơn đi rồi tao xé toang bức ảnh này ra. Bị nắm được điểm yếu, vô danh không thể làm gì khác ngoài việc làm bao cát để tên đàn em đánh một trận. Sự tự tin mày biến đâu mất rồi, cái ảnh này hẳn phải có ý nghĩa to lớn với mày lắm nhỉ. Tên đàn em đắc ý nói, rồi lại tiếp tục dùng chân đá túi bụi vào người vô danh. Vô danh vừa đỡ đòn vừa thầm tự trách, miệng nó, mình bất cẩn quá. Không thể ngờ được mình lại mất bức ảnh khi đang ngủ. Mình biết ngay con người còn nguy hiểm hơn quái vật mà. Đại ca, làm gì thằng này giờ? Chúng ta nhất định sẽ đuổi nó chứ nhỉ? Mặt sẹo đáp trong khi vẫn giơ tấm ảnh lên. Không. Hả? Tại sao? Khi vừa nhìn vào mắt nó khác hoàn toàn với mọi người. Trong thâm tâm nó sâu thẳm tới mức tao chẳng nhìn thấy gì. Mặt sẹo thầm đáp, sau đó ra lệnh, chúng ta sẽ giám sát nó. Tao sẽ để bức ảnh này cho mày cầm. Nhớ cho kỹ, khi đang trông chừng nó thì đừng có làm rơi bức ảnh. Tên đàn em khó chịu đáp, vì một thằng nhóc mà phải làm nhiều vậy sao? Lệnh của tao đấy. Được rồi đại ca, tên đàn em nói, trong lòng thầm nghĩ, giờ nói mới nhớ, khi thằng nhóc định tấn công mình cũng thấy hơi sợ đấy. Nhưng mà cái đấy thì quan trọng gì nữa, miễn là mình còn cầm ảnh thì thằng nhóc này chẳng dám làm gì đâu. Haru lúc này đi ngang qua, thấy một đám người tụ tập lại thì lớn tiếng hỏi, này, mấy người đang làm gì vậy? Đứa còn lại đây rồi, làm tao bớt tốn công đi tìm. Haru lúc này toát mồ hôi lạnh, run giọng hỏi, thứ lỗi, ngài đang tìm tôi á? Tới báo danh ở trung tâm ga, mặt sẹo bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Mong lần sau lại được gặp mày nhé thằng nhóc. Tao sẽ trông coi cái này thật kỹ dùng mày. Tên đàn em cười cười nói với vô danh rồi theo mặt sẹo rời đi. Haru lúc này mới để ý tới sự có mặt của vô danh. Nhìn thân hình cậu toàn vết thương, cô tiến tới chìa tay ra với cậu, lo lắng hỏi, cậu ổn chứ? Đáp lại lòng tốt của Haru, vô danh lạnh lùng hất bàn tay cô ra. Này, tôi đã làm gì? Tôi chỉ cố giúp cậu dậy thôi mà. Tôi không cần cậu giúp, biến đi, phàm nhân. Tên tôi không phải phàm nhân, tôi nói với cậu rồi, là Haru, nói cho đúng vào. Ha, thực sự thì, tôi có cần nhớ thứ như vậy không? Vô danh nói rồi thản nhiên đi lướt qua Haru. Một lúc sau, ông Hoang Beom đứng giữa Haru và vô danh, bầu không khí có chút gượng gạo khiến ông không nhịn được tò mò hỏi, Haru, có chuyện gì giữa cháu và cậu trai đây à? Không, cháu là đứa ngốc khi cố nói chuyện với một người không biết giao tiếp. Vậy là có chuyện rồi, ông Hoang Beom thầm nghĩ. Vô danh nghe Haru nói vậy thì trong lòng có chút buồn bực, tại sao mình phải nắm tay với một con người trong tất cả mọi thứ chứ? Cậu lại nhớ tới lời cha từng dạy, nếu có người đưa tay ra cho con, đừng bao giờ tin họ. Loài người là kẻ thù của mình. Vô danh đưa mắt nhìn tên đàn em đang ngồi vất vẻo cách đó không xa, kia là tên đã giữ ảnh của mình.
sẽ khó để mà lấy lại bằng vũ lực, kể cả khi hắn có xé ảnh mình khi mình tiến tới thì ghép lại ảnh vẫn đủ manh mối cho mình tìm. Tuy nhiên, mình vẫn không muốn làm hỏng nó, đó là thứ duy nhất theo mình từ trong tầng hầm. Không có lý gì để nó bị xé cả, mình chỉ cần đợi đúng lúc hắn bỏ tay khỏi ảnh thôi. Đang lúc Vô Danh suy nghĩ miên man thì nghe thấy mặt sẹo Trịch Thượng tuyên bố, mọi người ở đây hết rồi nên bắt đầu thôi. Bọn mày sẽ được cho hai lựa chọn, theo tao hoặc chống tao. Nếu bọn mày chọn theo tao, chúng mày sẽ không có lý do gì để lo về việc bị đuổi khỏi đây cả, như thằng cu kia kìa. Mặt sẹo chỉ tay vào thanh niên hôn nọ bật hắn, chính là người đang bị trói chuẩn bị bị ném ra khỏi nhà ga. Nó định gây hỗn loạn ở ga ta, nơi trú ẩn duy nhất gần đây. Thế nên tao quyết định đuổi hắn đi, nếu chúng mày chọn ở phe tao thì ít nhất chúng mày sẽ không bị coi là phản động. Đứa cố gắng phá vỡ trật tự nơi này, tao sẽ không dùng vũ lực bắt chúng mày theo tao, nhưng nếu chúng mày định theo tao thì nhớ lấy, lời của tao là tuyệt đối. Đám đông lúc này bắt đầu xôn xao, sau đó, từng tốp người di chuyển đến đứng cạnh mặt sẹo. Hai thanh niên được Hoang Beom cứu chữa quay lại nhìn ông đầy vẻ áy náy, sau đó vì sinh tồn mà buộc phải lựa chọn về phe mặt sẹo. Kẻ mạnh cai trị kẻ yếu, ở thế giới không có pháp luật thì không lạ gì khi mọi thứ thành ra như vậy. Cả khi ông không bắt tôi theo ông, nhưng đấy vẫn là thao túng, vì nếu không, tôi sẽ bị đối xử như anh chàng sắp bị đuổi cổ khỏi đây. Chọn phe đó là lựa chọn hợp lý nhất nếu muốn sống lâu hơn. Tuy nhiên, ông chú Hoang Beom mỉm cười, vui vẻ chỉnh lại cà vạt. Nếu đã sống một cuộc đời dài, hành xử khó đoán một số lúc cũng không tệ lắm. Nếu mình theo phe đó, mình có thể sẽ không giúp được một bệnh nhân lúc họ thật sự cần nên mình sẽ ở bên này, cả khi mình có một mình đi nữa. Đúng lúc này, ông nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh. Ông ngạc nhiên nhìn Haru, cháu không định sang đó sao nhóc, nhanh lên và sang đấy đi. Nếu cháu nghĩ cháu ở đây được thì cháu hơi bị ngốc rồi đấy. Nhưng chú ơi, cháu không nghĩ cháu là đứa nhóc duy nhất ngốc ở đây đâu. Hoang Beom nhìn theo hướng Haru chỉ thì phát hiện, không chỉ có ông và Haru, mà còn có vài người nữa, trong đó có Vô Danh, cũng lựa chọn không theo phe của mặt sẹo. Tại sao không có ai, kể cả tôi đâu có định ở đây đâu, đậu mà nó. Cô gái đeo kính, tạm gọi là bốn mắt, hoảng loạn kêu la, mấy người đã hiểu hết chưa? Chúng ta xong đời rồi, những gã đó sẽ canh chừng chúng ta. Số phận của chúng ta là bị bắt và tra tấn. Không đời nào, không tệ vậy đâu, người phụ nữ tóc ngắn lên tiếng góp ý, sẽ không tệ như bị tra tấn đâu. Không phải chúng sẽ thà để ta chết đói hoặc vứt chúng ta ra làm thức ăn cho quái vật sao? Bốn mắt nghe xong càng hoảng loạn hơn, biết ngay mà, chúng ta chít mẹ rồi. Lúc này, một cô bé chạy tới va vào người ông chú Hoang Beom. Nhóc con, không chạy loanh quanh được đâu, một người đàn ông tiến tới nhắc nhở cô bé rồi áy náy nói với ông chú Hoang Beom. Cháu xin lỗi ông, đáng ra cháu nên giữ bé ấy chặt hơn. Ha ha, không sao cả, cháu ấy đang ở tuổi chạy loanh quanh mà, nhóc con, nghe lời bố vào nhé. Cô bé nghe vậy thì lẩm bẩm gì đó. Hả, ông không nghe rõ cháu nói gì cả. Cô bé hét lên, ông ấy không phải bố cháu. Bố cháu đang ở chỗ khác rồi, chắc bố đang tìm mẹ và cháu. Người đàn ông kia, tạm gọi là áo xám, lúc này lên tiếng giải thích, nói thật thì bé ấy không phải con cháu. Chỉ là tình cờ trên đường bọn cháu thấy nhau thôi. Có vẻ như cô bé đã bị tách khỏi bố mẹ từ khi bọn cháu gặp rồi, thế nên cho tới khi tìm được phụ huynh của cô bé thì cháu đang cố làm người bảo hộ cho nhóc đó. Vô Danh không quan tâm những chuyện đang diễn ra, lẳng lặng đi ra phía cửa, nơi đang có hai tên đàn ông canh giữ. Ồ, mày đó nhóc, mày không được qua đây, đại ca bảo vậy rồi. Bất cứ ai rời khỏi phòng đều sẽ bị phạt thật nặng. Tên còn lại tiếp lời, vậy nên đừng có nghĩ mày sẽ là ngoại lệ chỉ vì mày còn nhỏ. Vô Danh liếc nhìn xung quanh tìm kiếm tên đàn em đang cầm bức ảnh của mình mà không thấy, trong lòng không khỏi bực bội. Vài tiếng sau, đám đàn em của mặt sẹo bắt đầu phân chia thức ăn. Bị phân chia thức ăn ít hơn so với những người theo phe mặt sẹo, bốn mắt bất bình lên tiếng, tại sao chúng tôi lại chỉ được từng này? Ông có thể thấy rõ sự khác biệt với những người kia mà. Lệnh của đại ca, với lại, đằng nào chúng mày cũng chỉ ở trong căn phòng kia thôi mà, có thực sự cần phải ăn nhiều không? Bốn mắt giận đến run người nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm gì khác ngoài việc thỏa hiệp. Ông chú kia phát cơm xong thì quay ra nói chuyện phiếm với đồng bọn, mày biết người đó không, cái người được gọi là cánh tay trái của đại ca ấy. À, người đó, trông rất nguy hiểm đấy. Ừ, biệt danh của hắn là chổi lông gà, hắn không nghe lời đại ca và thường xuyên đi một mình, nhưng mà tao nghĩ vẫn có lý do mà hắn được gọi là cánh tay trái của đại ca. Ông chú kia bắt đầu phỏng đoán, hắn giết người một cách tàn nhẫn mà vẫn cười, hoặc là tương tự thế, nói chung là hắn rất tàn bạo. Đồng bọn hắn nghe xong không khỏi sợ hãi, thật không? Nên đừng có động tới hắn dù chỉ là vô tình, nếu mà mày có làm hắn cáu một chút. Chà, người ta nói là thà mày bị quái vật ăn thịt còn hơn đấy. Cùng lúc đó, cô nhóc đang bê khay đồ ăn chạy về căn phòng biệt giam, chẳng may đụng trúng tên chổi lông gà đi ngang qua khiến cô bé ngã. Thức ăn theo đó cũng văng tung tóe dưới sàn và trên người chổi lông gà. Đương lúc cô nhóc mếu máo vì bị ngã đau thì chổi lông gà vẻ mặt nham hiểm nói, ái chà chà nhóc con à, chạy loanh quanh đây rất là nguy hiểm đấy đúng không nào? Giờ quần áo tao như này rồi, đi theo tao. Một lát sau, chổi lông gà đưa cô bé đến chỗ phát cơm khiến hai tên đang nói chuyện giật mình thon thót. Đang lúc họ nghĩ đứa trẻ sẽ là nạn nhân tiếp theo bị chổi lông gà tra tấn thì chổi lông gà lại tiến đến đề nghị đưa cho con nhóc khẩu phần của nó đi. Vâng, nhưng mà một người chỉ được một phần thôi,
ông chú phát cơm sợ hãi đáp: "Thế mày đưa nó phần của tao cũng được." Sau khi nhận được khẩu phần, chổi lông gà đưa khay thức ăn cho cô nhóc khiến ông chú phát cơm hoài nghi nhân sinh, tại sao hắn lại đưa cho đứa nhóc phần ăn của hắn. Mình hiểu rồi, đây có phải là tra tấn bằng thức ăn mà mình được nghe đồn không? Làm phiền đứa trẻ trong khi đưa nó thức ăn, thật tàn bạo và lại dai dẳng. Đúng lúc này, áo xám vội vàng chạy tới túm lấy cô bé đẩy ra sau lưng mình, sau đó lớn tiếng chất vấn chổi lông gà: "Mày, mày đang làm gì cô bé vậy?" Chổi lông gà sừng cồ lên đáp: "Mày có ý kiến với việc tao làm à? Mấy thằng ác ôn khốn nạn này, giờ thì đi về nhanh thôi." Áo xám nói rồi dắt theo cô nhóc rời đi. Cô bé lén nhìn chổi lông gà. Phát hiện cô bé nhìn mình, chổi lông gà lập tức mỉm cười đáp lại, trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm tàn ác giống như ông chú phát cơm nói. Có phải là có nhiều giám sát hơn rồi không? Tóc ngắn chỉ tay ra phía cửa, nơi đang có ba người trông coi. Tôi cũng nghĩ thế, Haru đáp. Đậu má nó, mình có nên rời đi để tìm thằng cha kia không? Vô Danh đang thầm nghĩ thì chợt phát hiện Haru đang nhìn mình. Bị phát hiện, Haru nhớ tới cảnh bản thân bị hất tay một cách phũ phàng, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Tất cả mọi chuyện đều được Tóc Ngắn thu vào tầm mắt. Đêm đó, khi mọi người đang ngủ say, Tóc Ngắn nhẹ nhàng tiến tới gần Vô Danh đang ngủ ngồi ở một góc tách biệt với mọi người. Vừa vươn tay ra, còn chưa chạm được vào người Vô Danh thì đã bị cậu túm lấy tay bóp chặt. Cái gì thế? Cậu vẫn tỉnh sao? Vô Danh cảnh giác chất vấn, cô đang làm gì thế? Tôi biết mà, cô định tấn công tôi trong lúc tôi ngủ đúng không? Sao thằng nhóc này khỏe vậy? Thầm nghĩ, Tóc Ngắn xoa xoa cổ tay bị đau thanh minh, nhóc nói gì vậy, ta chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Nói chuyện, Vô Danh ngạc nhiên nhìn Tóc Ngắn. Có gì sao, nhóc làm như nhóc chưa nói chuyện bao giờ vậy. Bị nói trúng tim đen, Vô Danh bực bội đáp, tôi đã từng nói chuyện với ai chưa thì liên quan gì tới cô hả? Hả, Tóc Ngắn bị câu nói của Vô Danh làm cho á khẩu, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo. Kệ đi, vào thẳng vấn đề chính xem nào. Tóc Ngắn ngồi xuống cạnh Vô Danh, nhẹ nhàng nói, giờ nghĩ kỹ thì tại sao nhóc luôn xa cách mọi người vậy? À, có phải vì nhóc là một người rất ngại chăng? Cô đang ba sàm ba láp gì vậy? Chẳng có lý do gì để tôi kết thân với kẻ thù cả, kẻ thù. Đúng rồi đấy, nhân loại với tôi ai cũng là kẻ thù hết. Có lý do gì để tôi kết thân với những người có thể đâm sau lưng tôi khi tôi quay lưng lại chứ? Nhưng mà tôi không có ý định hại nhóc. Tôi không tin cô có thể đang nói dối. Ừ thì, ta không có ý kiến gì nếu nhóc cảnh giác với ta, cơ mà nhóc làm hòa với con bé Haru được không? Làm hòa, nếu cô đang nói về cái con người tóc vàng đó thì tôi chưa từng đánh nhau với cô ta bao giờ, Vô Danh thành thật đáp. Thế hả, là nhóc hòa thuận với cô bé được đúng không? Đấy là vấn đề khác, nó vẫn là nhân loại. Với tôi, nó chẳng khác gì những người đang đứng canh cửa. Tóc Ngắn nhìn Haru một lúc rồi kể, đứa trẻ đó nghĩ rằng không ai nghe thấy nó, nhưng mà nó nín hơi mà khóc mỗi đêm. Có thể là có thứ gì đó đau lòng mà cô bé vẫn chưa đủ can đảm nói ra. Vô Danh nhún vai đáp, chà, mọi người trong hầm này đều vậy thôi. Nhưng cũng chỉ có vậy, nếu nhóc, người trạc tuổi cô bé có thể hòa thuận với cô bé thì sẽ tuyệt hơn chứ đúng không? Nực cười làm sao, buồn bã là thứ chỉ những người yếu kém mới làm. Nếu cô có thời gian làm như vậy, thà rằng cô nghĩ ra một kế hoạch khác để trốn thoát thì hơn. Tóc Ngắn đứng hình mất 5 giây, sau đó đột nhiên hỏi, nhóc đã bao giờ buồn vì mất đi một người quan trọng chưa? Vô Danh bất giác nhớ tới cảnh cha qua đời, sau đó mạnh miệng đáp, không. Và sẽ không bao giờ, bởi vì tôi không có người nào quan trọng cả. Không buồn bởi vì chẳng có ai quan trọng, nghe thế hơi. Cô độc nhỉ, nhưng không sao, nếu nhóc qua đời, ta sẽ buồn cho nhóc. Vô Danh nhìn Tóc Ngắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó rất nhanh, cậu lại tỏ ra lạnh lùng đáp, làm nhụt chí hay lắm. Tôi sẽ không bao giờ ngủ và tôi sẽ không quan tâm nếu cô ngủ đâu. Ha ha, lạnh lùng thế. Tóc Ngắn bị câu nói của Vô Danh làm cho bật cười. Thấy bản thân suýt thì làm người khác tỉnh giấc, bấy giờ Tóc Ngắn mới ngừng nói chuyện với Vô Danh. Mơ đẹp nhé, nói rồi cô quay trở lại chỗ ngủ. Người đâu kỳ ghê, Vô Danh nhìn Tóc Ngắn thầm nghĩ, sau đó lại gục đầu xuống đánh một giấc. Vậy là Vô Danh đã ở nhà ga được 4 ngày. Lúc trước cậu đã nghĩ đây là chỗ nghỉ chân, nhưng một kẻ đã giữ ảnh mẹ cậu làm con tin, do đó tạm thời cậu không thể đi tìm bà được nữa. Trong 4 ngày này, Vô Danh ngày nào cũng phải chịu vài trận đòn. Các người thấy chuyện này vui lắm sao? Vô Danh bất mãn hét lên. Tên đàn em đứng cách đó không xa cầm bức ảnh tỏ vẻ thích thú đáp, không vui chút nào cả. Tụi tao cũng không có muốn làm thế đâu, đây là trừng phạt. Trừng phạt vì lần trước mày đã tự ý ra khỏi phòng đó. Vậy thì, sao không tới đây mà trừng phạt đi, bỏ tấm ảnh đó ra rồi đến đây. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vô Danh khiến tên đàn em phải cảm thán. Tên nhóc con này nó không sợ hãi chút nào sao? Nó cũng không thèm quan tâm, nó chỉ nhìn vào tấm ảnh đó mà thôi, nó đang coi thường mình sao? Nghĩ tới đây, tên đàn em liền nói, mày còn nói cứng được như thế, có vẻ như là trừng phạt hiện tại không đủ với mày rồi. Cha nói đúng, con người vốn dĩ là loài độc ác. Giờ thì mình đã hiểu được câu nói đó rồi. Tuy nhiên, không phải tất cả những người ở đây đều như vậy. Nhìn Vô Danh trở về phòng, Tóc Ngắn bất bình hỏi, bọn chúng lại làm chuyện đó nữa sao? Ông chú Hoang Beom thì quan tâm nhìn Vô Danh một lượt rồi nói, may vết thương của cậu cũng không lớn, nhưng để đề phòng thì cậu khử trùng trước đi. Vậy là được rồi, Vô Danh từ chối rồi quay lại góc quen thuộc của mình.
Lúc này, một khay đồ ăn cùng nước uống xuất hiện trong tầm mắt cậu. Đây là bữa trưa đó, tôi đã lấy hộ cậu luôn do không biết khi nào cậu sẽ quay trở lại. Tóc ngắn cầm khay đồ ăn, cười cười nói. Vậy à, tám, nói tới đây, Vô Danh chợt khựng lại rồi im lặng. Hả, cậu định nói gì sao? Không có gì đâu, Vô Danh lén nhìn Tóc ngắn rồi lại nhớ tới lời đêm hôm trước cô nói, tôi không hề có ý muốn hại cậu, cậu mà ngủm thì tôi sẽ buồn lắm. Nếu như lời nói đó không phải là một lời nói dối, có thể mình sẽ tin cô ấy một lần cũng được. Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy mà. Chỉ là cuộc sống luôn tồn tại những biến cố. Tóc ngắn đột nhiên ho dữ dội rồi nằm vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Này, cô không sao chứ? Tỉnh lại đi. Ông chú Hoang Beom vội vội vàng vàng chạy tới đỡ lấy Tóc ngắn. Sau một hồi thăm khám, vẻ mặt ông nghiêm trọng nói, tình hình có vẻ không ổn rồi. Cần phải có thuốc, nhưng thuốc đó thì ở đây không có, phải lên trên mặt đất tìm kiếm. Tóc ngắn lúc này đã tỉnh, bộ dạng yếu ớt đáp, vậy thôi. Không cần vì tôi mà phải mạo hiểm lên đó tìm làm gì. Đừng nói nữa, nếu cô không có thuốc thì sẽ nguy hiểm tính mạng đó. Vô Danh nghe vậy thì sốt ruột hỏi, sẽ thế nào nếu như không tìm thấy thuốc cho cô ấy, tình hình cô ấy sẽ mất mạng sao? Cái đó thì, ông chú Hoang Beom đang định nói thì đám đàn em của Mặt Sẹo tiến vào gọi, này ông bác sĩ, thủ lĩnh gọi ông đó. Liếc mắt nhìn Vô Danh, tên đàn em thở dài rồi lôi tấm ảnh gia đình cậu ra để trước ngực, không hiểu thủ lĩnh nghĩ gì nữa. Sao cứ phải nói mình cầm cái ảnh này trước mặt tên nhóc đó chứ? Dù không có cái ảnh này thì khống chế tên này cũng đơn giản thôi mà. Thủ lĩnh nói ông qua bên kia chữa trị đó, nhanh đi, tên đàn em thúc giục. Nhưng giờ tôi không qua đó được, Hoang Beom khó xử nói. Sao, ông đang kháng lệnh của thủ lĩnh đó hả? Không phải, tôi chữa trị cho cô bé này rồi thì sẽ qua đó. Bây giờ tình hình cô bé đang rất khẩn cấp rồi. Tóc ngắn không muốn ông chú Hoang Beom khó xử, cố gắng đứng dậy khuyên nhủ, không sao cả. Tôi biết vị trí của thuốc tôi cần rồi, tôi sẽ tự đi tìm. Hoang Beom vội cản lại, cô nói gì? Với tình trạng đó mà cô tự đi tìm thuốc sao? Để tôi đi cùng. Chuyện gì vậy hả? Đã bệnh không cứu được rồi sao không nói sớm? Nói rồi tên đàn em rút dao đâm thẳng vào bụng Tóc ngắn ngay khi cô đi ngang qua trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Như này có phải đơn giản hơn không hả? Anh ta mở mồm nói. Vô Danh hai mắt mở lớn nhìn Tóc ngắn ngã xuống, máu dần loang tới gần nơi cậu đứng. Mình hiện giờ cảm nhận được sự sống của cô ấy đang dần vụt tắt. Tại sao mà mỗi con người lại có thể chết đơn giản đến vậy? Tóc ngắn dùng ngón tay chạm vào chân Vô Danh, mỉm cười yếu ớt nói, sao nhìn nghiêm trọng vậy chứ? Mọi việc, đâu có chuyện gì đâu. Đó cũng là lúc Vô Danh nhìn thấy đốm sáng sinh mệnh của Tóc ngắn tắt hẳn. Trong lúc mọi người còn đang chưa hết bàng hoàng bởi sự ra đi đột ngột của Tóc ngắn thì lại nghe thấy tên đàn em cằn nhằn, khốn thật, đúng là làm bẩn hết tay tao. Ông chú Hoang Beom giận đến run người, không nhịn được mà chửi thẳng, sao có thể làm vậy mà vẫn nói ra được câu đó chứ? Đúng không, chỉ những con quái trên mặt đất kia mới gọi là quái vật, ở đây cũng không thiếu những con quái vật như vậy. Tên đàn em còn không hối cải mà bao biện, ông nói lắm quá đó ông già, tôi nãy vừa mới cứu ông đó. Nếu như con bé đó đi lên mặt đất, ông cứ muốn theo nó thì có phải là ông sẽ ngủm rồi không? Sao tôi có thể để ông mạo hiểm như thế? Do vậy ông đáng lẽ phải cảm ơn tôi đó. Thà con bé đó toi đời ở đây còn hơn lên đó làm mồi cho lũ quái. Nói tới đây, tên đàn em liếc nhìn Vô Danh đang im như thóc cúi gằm mặt đứng bên xác Tóc ngắn. Sao nào, bây giờ mới thấy sợ hãi à? Vô Danh ngẩng đầu, ánh mắt đầy sát khí gằn từng chữ, mày không cầm tấm ảnh của tao sao? A, à, tên đàn em quay đầu nhìn tấm ảnh đang nằm trên nền đất phía sau, lúc nãy cầm dao chắc tao làm rơi. Vậy thì sao hả? Mày định tấn công tao sao? Vừa nói, tên đàn em vừa cười cợt quay đầu lại nhìn Vô Danh lần nữa thì phát hiện cậu đã không còn ở vị trí cũ mà đang ở ngay trước mặt. Đúng, Vô Danh đáp lại một tiếng rồi thẳng tay tặng cho tên đàn em vài cú đấm yêu thương, sau đó cầm con dao của chính hắn chĩa vào cổ hắn. Nhìn tên đàn em đã mất đi ý thức, Vô Danh thầm tự trách, tên này quá yếu. Ngay cả khi bị tấn công hắn ta cũng không hề kịp phản ứng lại chút nào, khốn thật. Nếu như biết trước hắn ta quá yếu như thế thì mình đã cướp lấy tấm ảnh từ đầu rồi. Nếu như vậy thì chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra nữa. Chợt, Vô Danh cảm giác như cha đang thúc giục, tiêu diệt hắn đi. Đối với những kẻ yếu đuối không có khả năng chống trả thì đừng tỏ ra thương hại những kẻ đó làm gì. Hãy cứ kết thúc những kẻ yếu đuối đó một cách không khoan nhượng. Đang lúc Vô Danh chuẩn bị ra tay thì ông chú Hoang Beom cản lại, dừng lại đi. Một khi đã ra tay thì cậu sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa đâu. Không thể quay đầu lại được nữa sao? Ông đang nói đỡ cho tên khốn này hay sao hả? Vô Danh kích động nói. Không, ý tôi nói là trái tim nhân từ của cậu sẽ bị vấy bẩn. Hãy nghĩ lại đi, cậu cũng không nhất thiết phải ra tay với tên đó làm gì đúng không? Vô Danh liếc nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên lưỡi dao, trong đầu lại nhớ tới đoạn hội thoại với cha trước đây. Vậy ông có nghĩ tôi nhất thiết phải ra tay với kẻ đó không? Nếu như đánh cho hắn gần ngủm và mất đi khả năng tấn công thì hắn sẽ không thể nào tấn công được nữa mà. Lúc đó, cha cậu đã cười đáp, với cái suy nghĩ yếu đuối đó của con thì con sẽ chết thôi. Đừng có sợ hãi mà hãy hành động đi, con sợ phải ra tay với người khác hay sao hả? Vô Danh đầy tự tin nói, ông đừng có hiểu lầm. Tôi sẽ không bao giờ trở thành con người điên loạn như ông đâu, ông hiểu chưa? Dù ngày tận thế có diễn ra như những gì ông nói thì tôi cũng sẽ sống sót mà thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi giết hại mọi người vì lý do không thích họ thôi đâu.
Vậy là cuối cùng, Vô Danh quyết định tha cho tên đàn em kia một mạng. Ông chú Hoang Beom thấy cậu bỏ con dao xuống thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cậu đã nghĩ thông suốt rồi đúng không? Không phải vì những gì ông nói mà tôi ngừng lại đâu, mà là nếu như tôi ra tay với hắn thì tôi sẽ trở thành người như hắn. Vô Danh đáp, trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa mình cũng không còn lý do gì để ra tay cả. Những người khác dù có sống hay chết thì cũng không có gì liên quan đến mình. Dù sao chăng nữa thì ra tay hay để hắn sống cũng chả có liên quan gì đến việc đi tìm mẹ cả. Do vậy những việc không có liên quan đến mình thì... Trong lúc Vô Danh đang trầm tư thì đồng bọn của tên đàn em kia nhân lúc cậu không có con dao trong tay liền ra tay đánh lén. Nhưng ngay lúc cây gậy bóng chảy của hắn đập xuống thì Vô Danh đã kịp thời né sang bên, thậm chí còn trường mặt tên đàn em ra lĩnh chọn một gậy. Sau đó, cậu bỏ tay khỏi tên đàn em rồi xoay người tung một đấm vào mặt tên đánh lén. Đồng thời tiện thể bồi thêm một đạp khiến tên đàn em đang hôn mê lăn vài vòng rồi dừng lại trước chân của thanh niên tóc vàng cùng phe với hắn. Mày định làm gì thế hả? Vô Danh đầy cảnh giác nói. Chỉ thấy tóc vàng kia nhặt tấm ảnh gia đình của Vô Danh lên để trước ngực như cái cách tên đàn em hay làm rồi nói, cái này chính là bức ảnh quý giá của cậu đúng không? Nói rồi anh ta lướt qua người tên đàn em lại gần chỗ của Vô Danh, sau đó dùng khăn giấy cẩn thận lau tấm ảnh rồi ngoan ngoãn trả lại cho Vô Danh, hãy cầm lấy và giữ nó cho cẩn thận đó. Kết thúc, mọi người xót xa dùng một cái chăn phủ lên trên người tóc ngắn. Ông chú Hoang Beom lúc này ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm ai đó rồi lo lắng nói, hình như không còn thấy cô bé kia nữa rồi. Áo xám đáp, hình như là cô bé nói là đi vệ sinh thì phải. Nhưng cũng không sao cả, đỡ khỏi thấy cảnh tượng như thế này. Cùng lúc đó, một lão mập tự dưng đứng ra chỉ trích Vô Danh, này, lúc đầu nhóc có thể đơn giản hạ gục mấy tên đó cơ mà. Sao lại cứ im ỉm lặng thinh như thế hả? Vì có một vật quan trọng của tôi bị hắn cất giữ, Vô Danh giải thích. Lại cái bức ảnh đó sao? Nó quan trọng đến thế ư? Tất nhiên là quan trọng rồi, Vô Danh hét lên khiến lão mập sợ hãi không dám ho he gì thêm. Mà nhân đây tôi có chuyện muốn hỏi mọi người. Nói rồi Vô Danh giơ bức ảnh lên hỏi về loài hoa lạ trong bức ảnh, đáng tiếc lại chẳng có ai biết chút thông tin nào về loài hoa đó. Có thể nhờ tra trên mạng thì may ra biết chỗ đó, nhưng trong tình hình như thế này thì điều đó hơi khó làm rồi, áo xám nói. Nhưng mà sao cậu lại muốn biết chỗ đó thế? Ông chú Hoang Beom tò mò hỏi. Tất nhiên là nó quan trọng với tôi rồi, tôi sẽ đến chỗ đó mà. Mọi người nghe xong liền há hốc mồm kinh ngạc. Cậu cũng đã biết rồi, trên mặt đất giờ toàn là quái vật thôi đó. Giờ kể cả cậu tìm ra chỗ đó thì liệu cậu có an toàn đến được đấy không? Vô Danh tự tin đáp, yên tâm, tôi có thể sống sót. Dù sao thì mình vẫn mong có người nhận ra được địa điểm này để mình có thể đến đó. Đang lúc Vô Danh thầm nghĩ thì tên mặt sẹo xuất hiện. Không nghĩ mọi chuyện lại thành như thế này rồi. Thằng nhóc đó, chuyện đơn giản thế mà cũng không làm được. Nhưng thôi không sao cả, đến nước này rồi thì không còn cách nào khác. Tao sẽ phải dùng biện pháp mạnh với nhóc thôi. Mặt sẹo nói rồi xắn tay áo chuẩn bị solo khô máu với Vô Danh. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một con quái vật giống như đánh hơi được gì đó đột nhiên dừng lại rồi dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình điên cuồng đào xuống đất. Ở bên dưới, hai thanh niên đang đốt củi nấu ăn thì đột nhiên thấy đất đá từ trên trần rơi xuống. Trong lúc họ còn chưa kịp định hình thì con quái vật từ lỗ hổng trên tường chui xuống mở to cái miệng đầy răng sắc nhọn về phía thanh niên nấu ăn. Quay lại với nam chính, tên mặt sẹo nhìn đàn em của mình nằm bất tỉnh nhân sự thì đột nhiên mỉm cười. Vô Danh nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ, trong thế giới hậu tận thế mà mình đang sống có rất nhiều kẻ máu lạnh. Những kẻ để tồn tại khi chúng làm mọi việc bất chấp, có thể nói bản tính độc ác chẳng khác gì quái vật. Những điều đó thì ở thế giới thông thường đã là một điều vượt khỏi khuôn phép rồi, nhưng ở hậu tận thế này thì những kẻ như vậy không có gì là lạ. Giờ đây khi quái vật tồn tại và di chuyển trên mặt đất thì tất cả phải làm mọi thứ vì mạng sống của mình. Thanh niên tóc vàng lúc này cảnh báo mặt sẹo, đại ca hãy cẩn thận đó, thằng nhóc đó hình như khá mạnh đấy. Tóc vàng vừa dứt lời thì đã ăn ngay một thụi vào mặt. Nói nhiều thì cũng vô dụng mà thôi, điều cần làm lúc này là hạ thằng nhóc con đó để lập lại trật tự. Thầm nghĩ, mặt sẹo liền tuyên bố xanh chín với Vô Danh, được rồi. Nhìn mày thì tao hiểu mày muốn chống đối lại tao rồi. Để tao cho mày thấy ai mới là thủ lĩnh ở chỗ này. Đồng thời, trong lòng hắn ta càng thêm phấn khích, bởi vì hắn nghĩ, hiện tại trong tình thế này thì mọi bản chất của con người sẽ được bộc lộ hết tất cả ra bên ngoài mà không có gì giấu giếm. Hắn tự tin rằng mình sẽ có thể đọc vị được Vô Danh, nhưng kết quả hắn đã lầm. Khi nhìn sâu vào tâm khảm ấy, hắn mới phát hiện không phải là hắn đang là người thợ săn mà chính hắn mới là con mồi đang bị thợ săn dõi theo. Chính Vô Danh mới là kẻ đi săn với ánh mắt đáng sợ và cái miệng như muốn nuốt chửng lấy hắn vậy. Mặt sẹo mặt cắt không còn giọt máu ngã ngồi xuống đất, sợ hãi lùi lại phía sau để tránh Vô Danh càng xa càng tốt. Cô gái dưới trướng hắn, tạm gọi là tóc nâu, thấy vậy thì không khỏi hoang mang, không hiểu sao đại ca lại có hành động sợ hãi đến vậy khi đứng trước thằng nhóc đó. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên hồng hộc chạy tới cầu cứu. Cứu tôi với mọi người, mắt tôi hiện giờ không có nhìn thấy cái gì cả. Nhìn áo người đàn ông loang lổ vết máu, tóc nâu vội hỏi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông kia nói ngắt quãng, không biết được, tôi đang ngủ thì, mọi việc. Sao từ nãy cái đầu của tôi cứ đau thế này nhỉ? Cùng lúc đó, một đống bùng nhùng bắt đầu thòi ra từ đầu của ông ta. Người đàn ông cảm nhận được khác lạ, đưa tay sờ ra sau gáy, hoảng hốt hét lên, cái gì thế này? Sau đầu tôi có cái gì đó, ai lấy nó ra giúp tôi với? Tiếp theo đó,
người đàn ông làm ra động tác uốn dẻo rất kỳ dị, sau đó ông ta lại đứng thẳng người dậy, cái đầu lắc lư. Trong khi mọi người hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo của ông ta thì mắt kính ông ta đột nhiên nứt vỡ. Con quái vươn hai xúc tu sắc nhọn chọc thẳng ra ngoài, một trong số chúng đâm xuyên qua ngực một thanh niên trong đám người có mặt tại đó. Là quái vật đó, mặt sẹo cảnh báo một tiếng rồi túm lấy cái xúc tu còn lại vươn ra của con quái vật, rồi chạy như bay tới gần ông chú bị quái vật ký sinh, đấm một phát vào thẳng mặt ông ta khiến ông ta ngã ra phía sau vài mét. Tận dụng lúc con quái đang chui ra khỏi người ký chủ, mặt sẹo vội cầm lấy cái rìu chặt đôi người con quái, sau đó tiến tới liên tục chém xuống chặt con quái ra thành nhiều mảnh. Hình như nó toi đời rồi hay sao ấy. Con quái đó đã bị đại ca xử lý rồi. May quá, tôi nghĩ chúng ta ngủm rồi chứ, giờ thì sống rồi, đại ca đã cứu chúng ta. Từ đầu tôi vẫn luôn tin tưởng đại ca mà. Đang lúc mọi người hết lời ca tụng mặt sẹo thì bất ngờ một con quái khác phá tan cánh cửa thép được khóa chặt nặng cả ngàn tấn để tiến vào bên trong. Mọi người cứ thế đứng đực ra nhìn con quái. Có vẻ như vì đã sống quá lâu dưới lòng đất này nên dường như họ đã quên mất, hay nói chính xác hơn là mọi người đã quên đi ký ức kinh hoàng khi họ phải đối mặt với quái vật. Phải một lúc sau, sự sợ hãi trong tiềm thức của họ mới được thức tỉnh. Đang lúc mọi người chuẩn bị bỏ chạy thì nghe thấy lời kêu gọi của mặt sẹo, tất cả chiến đấu hạ gục nó đi. Các người cứ thế mà sợ hãi rồi chạy trốn đến bao giờ đây hả? Những chuyện đó sẽ lặp lại đến lúc nào đây? Giờ đây chỉ có một con quái vật ở đây thôi. Nó có thể bị hạ gục, chúng ta giờ đã khác trước nhiều rồi. Nếu chúng ta hợp lực thì chúng ta sẽ làm được. Có thể vì đã vừa chứng kiến mặt sẹo hạ gục một con quái vật, do đó sự sợ hãi vốn tồn tại trong họ từ trước đến nay đã bị lời nói kích động của anh ta lay chuyển. Chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể hạ được nó. Vừa nãy chúng ta đã chứng kiến đại ca hạ con quái vật đó mà. Dù sao thì có chạy cũng chẳng biết chạy đi đâu nữa rồi. Đại ca nói đúng, tóc nâu nhặt cây gậy bóng chảy lên cổ vũ mọi người, chúng ta phải dùng sức mạnh của mình để hạ con quái vật đó. Khi đó, họ đã dũng cảm đối mặt với sự thật này. Từ giờ trở đi thì lũ quái vật không còn là nỗi sợ hãi của họ nữa. Đúng ra thì, đây là lần đầu tiên mà đối diện với quái vật họ lại có lòng quyết tâm đến thế, một sự quyết tâm đối đầu không hề sợ hãi và có được hy vọng. Thế nhưng, đại ca hãy ra lệnh cho mọi người đi. Tóc nâu vừa lên tiếng thì phát hiện mũi mặt sẹo bắt đầu chảy máu, hai mắt hắn trợn trừng trừng, sau đó đột nhiên, cơ thể của mặt sẹo lơ lửng trên không trung. Từ miệng hắn thòi ra một cái xúc tu của con quái vật vừa bị hắn chặt thành từng khúc. Không thể nào, đại ca đã bị con quái làm thịt rồi. Sao có thể như thế được? Nó đang hồi sinh lại, bọn quái đó chúng nó không có chết. Nếu như vậy thì, một thanh niên run rẩy nhìn con quái vừa mới phá cửa tiến vào. Chúng ta sẽ không bao giờ thắng được nó đâu. Đùng một tiếng, một lũ quái vật phá tường tiến vào trong. Một lần nữa, khắp nơi chỉ còn lại máu và tiếng la hét thất thanh. Những người không theo phe mặt sẹo lúc này ở trong phòng biệt giam nhìn ra ngoài mà sợ hãi tột độ. Không ổn rồi, bọn quái đó ăn thịt chúng ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, lão mập hoảng loạn hét lên. Áo xám lúc này chợt nhớ tới cô nhóc vẫn còn ở đâu đó ngoài kia liền tính chạy ra ngoài thì bị ông chú Hoang Beom nắm chặt tay cản lại. Bỏ tôi ra mau, ngoài kia vẫn còn lũ nhỏ, chúng ta cần tìm bọn chúng. Nhưng mà nếu như lũ quái xuống đây từ lối trên hầm thì có thể lũ nhỏ ở trên đã. Áo xám giống như bị ai đó rút cạn sinh lực mà ngã khuỵu xuống đất. Không thể nào, mọi việc sao lại như vậy? Trong lúc mọi người cảm thấy tuyệt vọng thì Vô Danh không nói một lời, trực tiếp bước ra khỏi căn phòng biệt giam, lựa chọn một mình đương đầu với đàn quái. Ở một diễn biến khác, thanh niên bị thương, Haru và cô nhóc nhờ trốn vào một góc nên mặc dù ở cùng tầng với hai thanh niên nhóm củi nấu ăn nhưng vẫn chưa bị quái vật phát hiện. Lúc này, đột nhiên xác của một trong hai thanh niên kia đổ gục xuống ngay chỗ họ trốn. Hình ảnh quá đỗi đáng sợ khiến cô nhóc không nhịn được mà khóc nấc, giọng run run nói, chị ơi. Xịt. Haru đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nhắc nhỏ, em làm chúng ta bị lộ mất. Nhìn biểu cảm cố gắng kìm nén của cô nhóc, Haru cũng đành bất lực thầm nghĩ, chị xin lỗi, nhưng giờ chị không có thời gian để quan tâm người nào khác đâu. Mình đã trốn ở đây trong lúc hỗn loạn, nhưng nó bắt được mình là mình xong đời. Nghĩ tới đây, Haru run rẩy nắm chặt hai tay rồi từ từ di chuyển hòng trốn chạy. Nhưng đúng lúc đó, có một bàn tay bé nhỏ run rẩy níu lấy góc áo của cô. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Haru lại quyết định nghe theo tiếng gọi Lương Chi, nắm lấy tay cô nhóc nói, đi sát bên chị. Thanh niên bị thương nhìn cái xác trước mặt, giọng trùng xuống hỏi Haru, mấy đứa định làm gì? Sao ạ? Chúng ta phải chạy. Chạy đi đâu được chứ? Không còn nơi nào để chạy đến nữa đâu. Haru vẻ mặt hoang mang nói, có chỗ để chạy đến hay không không quan trọng, miễn là chúng ta có thể sống sót. Trên mặt đất thì có quái vật, rồi giờ đến cả nơi trú ẩn an toàn của chúng ta mà chúng cũng chiếm nốt. Thế mà em vẫn nghĩ là chúng ta có thể sống sót được sao hả? Haru im lặng một hồi, sau đó, ánh mắt quyết tâm đáp, cho dù như vậy thì em cũng không thể ngồi yên một chỗ chờ chết được. Em sẽ sống sót cho bằng được, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thanh niên kia bị thái độ cùng ánh mắt của Haru làm cho cảm phục. Anh hiểu rồi, em có một lý do để sống sót. Đang lúc Haru chưa hiểu ý anh ta là gì thì quái vật đã xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Thanh niên bị giật mình theo bản năng hét lên một tiếng, sau đó vội vàng thúc giục, chạy đi. Nhưng khi anh ta liếc mắt qua, chỉ thấy Haru vì quá sợ hãi mà vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tay chân run bần bật nhìn chằm chằm con quái vật.
Lúc ấy, anh ta liền nghiến chặt răng, sau đó ngồi bật dậy bám lấy đầu con quái rồi một lần nữa hét lớn, sốc lại tinh thần rồi chạy đi. Anh chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống nữa rồi, nhưng em thì... Lúc thanh niên kia quay đầu nhìn Haru thì phát hiện cô cùng cô nhóc kia đã không còn ở chỗ cũ mà dùng hết sức bình sinh bỏ chạy về phía căn cứ. Chạy nhanh thế, lẽ ra em nên đợi để nghe anh nói đã chứ. Thanh niên kia bất lực nói trước khi bị con quái nhai đầu. Ở trong căn cứ, đám người của mặt sẹo tuy đã rất cố gắng dùng mọi vũ khí có thể để chống trả, nhưng rốt cuộc trước những con quái có khả năng tái tạo trong chớp mắt thì vẫn không tránh khỏi từng người bị chúng tiễn đi gặp ông bà tổ tiên. Tóc nâu lúc này trơ mắt nhìn một người lại vừa bị quái vật nuốt chửng. Đang lúc cô ta cảm thấy tuyệt vọng thì Vô Danh đi lướt qua người cô ta tới chỗ mặt sẹo khiến cô ta không khỏi kinh ngạc. Cậu ta bị làm sao vậy? Cậu ta đang đi đâu chứ? Có khi nào cậu ta đang định chiến đấu với nó không? Khác gì đâm đầu vào chỗ chết chứ, đến cả thủ lĩnh còn không thể tiêu diệt được con quái vật đó cơ mà. Con quái ký sinh trên người mặt sẹo lại vừa hóa kiếp cho hai người khác. Vừa thấy Vô Danh, nó quen thói vươn đám xúc tu chết chóc về phía cậu. Vô Danh lướt nhanh như một cơn gió nắm lấy hết xúc tu này đến xúc tu nọ, chạy hết hướng này đến hướng kia để đám xúc tu đuổi theo. Chẳng mấy chốc, đám xúc tu bị rối thành một nùi, tạm thời không thể tấn công Vô Danh được nữa. Vậy là cứ thế, cậu một đường tiến thẳng đến gần mặt sẹo, rồi rút cơ quan đầu não của con quái ra khỏi người hắn, làm một đường cơ bản khiến con quái xúc tu chính thức bay màu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sức mạnh áp đảo, cơ thể liên tục tái tạo. Chiến đấu với những con quái như vậy không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Tuy nhiên, ngay trước mắt bọn họ, một cậu bé đã đứng lên chiến đấu một mình. Những con quái khác thấy vậy thì bắt đầu đồng loạt quay ra tấn công Vô Danh. Mọi sinh vật trên thế giới này đều không thể tránh khỏi cái chết. Bất cứ sinh vật nào cũng vậy, chúng chắc chắn đều có nguồn sinh mệnh, hãy cắt đứt nguồn sống đó. Nếu là con thì con sẽ biết nguồn sinh mệnh của chúng nằm ở đâu và làm sao để phá hủy hạt giống sinh mệnh của chúng. Nhờ những kiến thức cha truyền lại đó, trong khoảng thời gian tiếp theo, Vô Danh đã chiến đấu và nhắm vào yếu điểm chí mạng của từng con quái, khiến cho những con còn lại đoàn tụ cùng quái vật xúc tu. Haru lúc này đang dắt theo cô nhóc chạy trốn thì đột nhiên bắt gặp một con quái vật ở khúc cua khiến cô giật mình vấp té, bàn tay nắm lấy tay cô nhóc theo đó cũng buông ra. Lúc đó trong đầu Haru chẳng thể nghĩ được gì nữa. Cô cứ thế cắm đầu bỏ chạy cho tới khi tới chỗ những người còn lại mới thôi. Thấy Haru, ông chú Hoang Beom ban đầu là kinh ngạc, sau đó không khỏi vui mừng nói, cháu vẫn còn sống sao. Mà hình như còn không bị thương ở đâu cả, may mắn quá. Mà chờ đã, áo xám lúc này lo lắng hỏi, đứa em đi cùng cháu đâu. Trong lúc Haru còn đang bối rối không biết phải trả lời thế nào thì một tiếng hét cất lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chỉ thấy, cô nhóc kia đang đứng trước cửa òa khóc, chị ơi, chờ em với. Áo xám đang tính chạy tới chỗ cô nhóc thì một con quái vật thình lình xuất hiện ngay sau lưng cô bé khiến anh sợ hãi càng lao nhanh hơn. Ngay khi con quái chuẩn bị chạm vào người cô nhóc thì chổi lông gà xuất hiện như một vị thần. Ba máu sáu cơn tặng cho con quái vật một cú đấm rồi nhanh chóng ôm lấy cô nhóc nhảy ra xa nhất có thể. Xong xuôi, chổi lông gà đặt cô bé sang bên rồi xù lông nói, con khốn quái vật, có giỏi thì lại đây, biến đi. Con quái vậy mà lại nghe lời chổi lông gà bỏ đi khiến anh ta đứng hình mất 5 giây, ô, hay nó sợ mình quá rồi. Đang lúc chổi lông gà ảo tưởng sức mạnh thì ông chú Hoang Beom giải thích, đáng tiếc là không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu đã đến được đây rồi mà không có chú ý sao? Lý do chúng ta còn sống được đến bây giờ đó là vì... Cảnh chuyển, Vô Danh vừa tiêu diệt thêm một con quái vật. Con thứ hai rồi, nhưng mà giờ lại thêm tận hai con quái nữa, nếu cứ thế này thì sẽ khó khăn quá. Chúng cứ xuất hiện liên tục như vậy thì sao có thể hạ được hết đây? Nếu như chúng không hồi phục và xuất hiện thêm thì mình đã hạ được chúng rồi. Giờ thì mình phải đối đầu với tận ba con quái. Cũng không còn chỗ nào để tận dụng địa hình nữa rồi, chúng đã hoàn toàn bao vây mình. Nếu như mình chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì chắc chắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Khi đó thì mọi người ở nơi này sẽ bị chúng xử hết. Mình chiến đấu cũng đã mệt rồi, kéo dài thêm cuộc chiến thì chỉ làm mình nhanh thua mà thôi. Hay là bỏ chạy nhỉ, không thể đánh lại thì chỉ còn cách bỏ chạy. Mình có thể tìm ra nơi ẩn náu khác để tránh quái vật, nhưng nếu như không có mình thì những người ở đây chắc chắn là xong đời. Mà họ thì có liên quan gì đến mình đâu. Mình không có lý do gì phải bảo vệ họ cả. Mỗi người trong hoàn cảnh tận thế này đều phải đề phòng lẫn nhau, đó là quy tắc không thể khác rồi. Bất chợt hình ảnh tóc ngắn hiện lên trong đầu Vô Danh khiến cậu phân tâm, lập tức liền ăn ngay một cào của quái vật. Vết thương khá sâu ở lưng khiến Vô Danh đau đớn, nhất thời không thể ngồi dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái từng bước lại gần. Đúng lúc này, chổi lông gà cầm gậy bóng chày đứng ra phía trước chắn cho Vô Danh. Tôi đã nghe mọi người nói rồi, cậu biết cách hạ mấy con quái này và làm cho chúng không thể hồi phục được đúng không? Nói tới đây, chổi lông gà đột nhiên mỉm cười, được rồi, vậy thì hãy nói cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu.